em chào mọi người nè. Rồi chấm mai cho em nào các chị ơi. Nó không hoạt động đúng không? Coi thử. Em chào mọi người nè. Chào chị Nguyễn Lệ nha. Rồi em chào mọi người nè. Hôm nay em like yếm các chị ơi, yếm quần em vào bao đẹp nha mọi người ơi. Rồi. Rồi giá em sẽ báo trên từng con các chị ơi, rất là đẹp luôn. Cho em là chị yêu nào thấy em thì cho em một nút chấm để chấm và chia sẻ bài cho em nhá. Rồi tương tác mạnh tay cho em nào. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm để chấm và chia sẻ bài cho em nào các chị ơi, chấm bài tương tác mạnh tay cho em nào. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần comment ủng hộ nha mọi người ơi. Rồi chấm mai lên cho em nào các chị ơi, chị nào thấy em không ạ? Chị yêu nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mà chị ơi, hôm nay em sẽ like quần yếm jean nha mọi người ơi. Chấm mai tương tác mạnh tay cho em nào. Chị nào thấy em thì cho em một nút chia sẻ nha mọi người ơi. Chấm mai chia sẻ lên cho em, mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân này, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em nào các chị ơi. Rồi đẩy mạnh lục view trên này. Rồi đầu like em bán con này các chị với giá 59k một con yếm siêu đẹp như này các chị ơi. Một con yếm cực kỳ đẹp và cực kỳ mới cho em như này. Em bán cho chị với giá 59k áp dụng là chia sẻ bài nhá. Rồi tương tác mạnh tay cho em là mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân nhá. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em là chị Thùy Hoàng nhá. Rồi em chào mọi người này. Rồi chia sẻ mạnh tay cho em nha mấy chị ơi. Rồi chấm mai đẩy lục view cho em nào các chị ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút tương tác mạnh tay cho em nào. Vô đông đông rồi em sẽ bắt đầu like luôn nha mấy chị ơi. Một con siêu đẹp như này với giá 59k thôi, áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi. Chấm mai tương tác mạnh tay cho em nào. Rồi chị yêu nào thấy em không ạ? Thấy em thì cho em một nút chấm nha mọi người ơi. Chấm và chia sẻ bài cho em nào. Rồi đẩy mạnh lục view cho em nào các chị ơi. Rồi chị yêu nào thấy em thì cho em một nút chấm này, đẩy mạnh lục view cho em nào. Hôm nay một con, hôm nay em sẽ like yếm này, cả yếm, cả quần yếm và vải yếm các chị ơi, rất là đẹp luôn cho em nào. Chị Đặng Vũ Hải nhá. Rồi em chào mọi người, đẩy mạnh lực view cho em nào mà trẻ ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút tương tác nha. Rồi chia sẻ lên cho em nào các chị ơi, chia sẻ bài mạnh tay cho em nào. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em nào. Em sẽ bắt đầu like luôn mà trời ơi, con này dành cho trẻ yêu nào tầm từ 45 này, 45 tới 52 kg mắc vừa trên nhá các chị ơi, 45 tới 52 kg mắc vừa rất là đẹp luôn chị em ạ. Dạ có màu xanh luôn chị ơi, có màu xanh luôn nhá. Rồi bây giờ chị yêu nào thấy em thì cho em một nút chấm nào các chị ơi. Rồi 59k đầu like các chị này. Rồi 59k đầu like này các chị ơi, 59k nha mọi người.
người nhá, rất là đẹp luôn. Xem nào, 59k một con yếm như này nha các chị ơi, ở đâu ra rẻ bán hả? 59k lên trên mã A01 dành cho trẻ yêu nào có tầm từ 45 này, 45 tới 52 kg là mang đẹp cho em nha các chị ơi, 45 tới 52 kg là mặc đẹp cho em này. Lên trên mã A01 đi ạ, lên trên mã A01 kèm mã kèm số cho em nhá. Lên trên mã A01 59k, A01 59k kèm mã kèm số cho em nào. Dành cho chị yêu nào có tầm rồi. Lên trên mã A01 nha mọi người, lên trên mã A01 kèm mã kèm số trên nào. Dành cho chị yêu nào có tầm 45 tới 52 kg là mặc vừa trên nha các chị ơi, rất là đẹp luôn trên là form quần này, quần kiểu form baggy trên nha mọi người nhá. Dành cho chị yêu nào có tầm từ 45, màu này là màu rất là đẹp luôn trên này. Rất là đẹp luôn nha mọi chị ơi. Lên trên mã A01, chốt trên mã A01 kèm mã kèm số trên ạ. Lên trên mã A01 các chị ơi, lên trên mã A01 kèm mã kèm số trên mã 59k nha các chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con màu xanh sáng cho em nè mấy chị yêu ha, một con xanh sáng siêu đẹp cho em nè mấy chị. Rồi con này size nhỏ cho em nha mấy chị yêu ha, con này dành cho chị yêu này 40 tới 45 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 45 kg bắt đầu là vừa cho em. A01 là áp dụng cho chị nào chia sẻ bài, chị nào không chia sẻ bài em không bán giá này đâu quá trời. Lên trên mã A67 ha, lên trên mã A67 là đầu lai xẻ cho mấy chị 59k thôi, 59k lên trên mã A67 ha. Một con siêu đẹp này cho em nha mấy chị ha, cực kỳ đẹp cho em luôn nè, siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Lên trên mã A67 ha, A67 59k lên trên mã A67. Rồi, A67 các chị ơi, chốt A67 kèm mã kèm số trên mã A01 phải hiện mình là người chia sẻ em mới bán giá đó các chị ơi, tại vì có qua có lại các chị phải chia sẻ bài cho em mới bán giá đó các chị ơi nhá. Rồi, lên cho chị một con đẹp nha mọi người, lên cho chị một con đẹp ống suông cho em như này các chị ơi. Cái này là kiểu dạng quần, là quần ống suông nha mọi người, đây, rất là đẹp luôn cho em nè. Dành cho chị yêu nào cỡ tầm này, dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này, dành cho chị nào cỡ tầm 45 tới 55 kg là mặc vừa trên này, 45 tới 55 kg mặc vừa, 45 55 kg mặc vừa, 49k chốt cho em A137 trên này, 49k lên cho em A137 nhá, A137 49k, A137 49k kèm mã kèm số cho em nào. Rồi, Thủy Hoàng này, Thủy Hoàng A1 này phải chia sẻ bật chế độ công khai cho em nhá. A1 cho chị Thủy Hoàng và chốt một đơn luôn cho em ạ. Rồi 49k con này các cháu ơi, 49k lên cho em ạ, A137 này. A137 nhá, A137 kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em ạ A137 các cháu ơi, dành cho chị nào tầm 45 tới 55 ký mắc vừa lên cho em A137 này, chốt cho em A137 nhá. A137 49k. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm với chị yêu ha, một con yếm sung cho em nha. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 45 tới 50kg bắt đầu là vừa con em con này ha. Lên cho em mã A10 ha, lên cho em mã A10 nè. Rồi đầu lai sẽ cho mấy chị 59k ha, nhanh tay chốt mấy chị yêu ha. Đầu lai mới có giá này thôi, giữa lai là nó giá nó sẽ cao hơn ha. Rồi lên cho em mã A10 ha, A10 với một con siêu đẹp này cho em nè. Màu cực kỳ mới cho em luôn nha mấy chị ha. Màu cực kỳ mới cho em, lên cho em mã A10 này 59k thôi mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã A10. Rồi lên cho chị một con quần ống rộng cho em nào. Rồi em chào mọi người nhá, chào mai lên cho em nào các chị ơi. Rồi lên cho chị một con quần ống rộng này các chị này. Một con quần ống rộng eo của chị nào cỡ tầm 70-75 mặc vừa. Tức là chị nào cỡ tầm 50-55 ký mặc vừa, eo 70-75 mặc vừa cho em nào. Một con quần ống suông như này cho em ạ, eo 70-75 mặc vừa cho em nào. Eo 70-75 mặc vừa, 49k A142, 49k chốt cho em A142 kèm mã kèm số cho em ạ. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp và mới cho em nào. Rồi con này lên cho em A142 kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho chị yêu nào mà mặc size L cho em ạ. Dành cho eo chị nào 70-75 mặc vừa cho em. Rồi eo 70-75 mặc vừa, 50-55kg mang về cho em ạ. 50-55kg mặc vừa nha, 50-55kg mặc vừa. Lên cho em A142 cho em ạ. Chốt cho em A142 49k cho em ạ. 49k A142 kèm mã kèm số cho em ạ. A142 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Chấm ai lên cho em nào các chị yêu ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con váy yếm cho em mấy chị ha, một con váy yếm cho em này. Rồi con này dành chị nào bầu nhỏ bận cũng được cho em không ha. Con này chị nào dành bầu cho chị nào mới bầu 4 tháng thì mặc ok cho em ha. Rồi lên cho em mã váy yếm ha. Rồi đầu lai sẽ cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã váy yếm ha. Lên cho em mã váy yếm này kèm mã kèm số điện thoại cho em nha mấy chị ha. 55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55kg bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã váy yếm ha. Đầu lai sẽ cho mấy chị 59k lên cho em mã váy yếm này. Con này màu cực kỳ mới cho em luôn ha. Lên cho em mã váy yếm. Rồi em lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Con này co giãn được nè các chị này. Rồi chấm mai lên cho em nào các chị ơi, cho chị Minh Như nha. Rồi con này size nhỏ cho em nè các chị ơi, con này size nhỏ mặc vừa cho em nè. Đây các chị ơi, rất là mời luôn cho em nè. A142 chị Anh Nguyên chốt đủ đơn luôn cho em nha.
một giây đâu rồi, cái giây thôi à. Rồi đây, đây cho chị đây một con siêu đẹp luôn nha mình trẻ ơi, cực kỳ mới cho em nào và đẹp nha. Rồi, con này dành cho trẻ yêu nào này, dành cho chị nào có tầm từ 48 tới 53 kg mắc vừa cho em ạ. Con này co giãn được ha. 48 tới 53 kg mắc vừa. Rồi 48 tới 53 kg mắc vừa, 48 53 kg mắc vừa. Rồi lên cho em A16 chị à, lên cho em A140. A140 69k, A140 69k cho em A140, A140 69k mắc cực kỳ giá. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần con này quần đùi cho em mấy chị ha, một con yếm quần quần ngắn cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50 kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị, một con siêu mới siêu bổ cho em luôn ha, cực kỳ bổ cho em luôn nè. Lên cho em mã bụi ha, đầu la xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã bụi ha, bụi 59k cho em là siêu đẹp cho em luôn ha. Lên cho em mã bụi này 59k thôi mấy chị ha, mã kèm số điện thoại giúp em ạ. À. Lên cho em mã bụi ha. Trời ơi nằm mời các trẻ ơi. Rồi lên cho chị con này size nhỏ xíu. Áo gì chị ơi? A140 này, A140 cho chị Huyền Chi này, A140 chị Huyền Chi 69k này. Rồi. Lên cho chị con này. Đi đơn từ 2 trái nha mấy chị ơi. Đi đơn từ 2 chiếc cho em nha mọi người nha. Đấy. Đồ pháo ạ. Rồi lên cho mấy chị một con yếm siêu bụi nữa này. Một con chị nào thích thích rất thì hốt cho con này ha. Con này cực kỳ hốt luôn nha mấy chị ha. Trời ơi. Rồi con này. Con này dành cho chị yếu nào bụng. Rồi mã bụi cho chị Thùy Hoàng. Rồi một con siêu bụi cho em luôn mấy chị ha, một con rất cực kỳ rất cho em nè. Con này rất nhiều cho em nha mấy chị ha, rất nhiều cho em nè. Con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Rồi lên cho em. Lên cho em mà A5 A401 ha, lên cho em mà A401 để con này siêu rất cho em nha mấy chị ha. Chị nào mà thích rách thì lên cho em ha, lấy cho em con này ha. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em mà lên cho em mã A401 xả cho mấy chị 69k ha. 69k lên cho em mã A401. Lên cho em mã A401 này ha, A401 69k. Rồi, chào mừng lên cho em. Rồi đây cho chị một con size nhỏ kiểu dạng bụi bụi nè. Chị nào mà mua về cho con gái mặc cũng được, cái cho rất là đẹp luôn. Trên là 79k. 79k lên cho em mặt đẹp nhá. Dành cho chị nào có tầm 40-48kg mắc vừa cho em size nhỏ nhá. 40-48kg mắc vừa. 40-48kg mắc vừa. Lên cho em mặt đẹp con này cho em ạ. Rồi 40-48kg mắc vừa. Lên cho em mặt đẹp nhá. 79k cho em ạ. 79k lên cho em mặt đẹp ha. Đẹp 79k. Lên trên mặt đẹp nhá, đẹp 79k kèm mã kèm số trên mặt chốt trên mặt đẹp này. Rồi lên trên mặt đẹp nhá, 79k chốt trên đẹp này, đẹp 79k kèm mã kèm số trên mặt. Khúc đoạn kia là 778 à. Khúc đoạn trước xình xám rồi. Ờ. Rồi lên cho mấy chị một con siêu đẹp này mấy chị yêu ha, một con siêu đẹp này cho em nữa này mấy chị. Này nó hơi hơi mặc lâu tí ấy, chị thảo tao rồi. Chú cha là mẹ ơi. Chú cha là mẹ ơi, mã đâu con? Hả? Con là gì đây? Đẹp trôi nha. Con mất dạy ạ. Trời ơi, lên cho chị một con siêu phẩm nha mọi người. Lên cho chị một con siêu phẩm nha các chị ơi. Trời ơi nó loe này các chị này. Rất là đẹp luôn cho em nào mà chị ơi. Ủa sao nó không ấy được ta. View nó ok. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm này. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 này. 48 tới 52kg mắc vừa cho em này. 48 tới 52kg mắc vừa nha mọi người. Đây một con xẻ xẻ cho em như này. 48 tới 53kg mắc vừa.
Rồi 48 tới 53 ký mặc vừa cho em ạ. 48 tới 53 ký mặc vừa. Đây một con siêu phẩm nha các chó. Rồi 79k lên cho em ạ siêu phẩm nha mọi người ha. Lên cho em ạ siêu phẩm 79k. 79k cho chị em ạ siêu phẩm nha. Siêu phẩm 79k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho chị nào có tầm 48 ấy, 48 tới 53 ký mặc vừa cho em nào. 48 tới 53 ký mặc vừa. Con này rất là đẹp luôn, trên đây có sẻ luôn nha mọi người nha. 48 tới 53 ký mặc vừa. Lên cho em ạ siêu phẩm cho em nào. Chốt cho em ạ siêu phẩm nha. 79k lên cho em ạ siêu phẩm này. Siêu phẩm 79k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ siêu phẩm nha. Rồi lên cho mấy chị một con size nhỏ này. Con này là mấy chị bận quần cũng được cho em ha. Bận quần là mấy chị tháo phần yếm ra, tại vì cái phần này nó gầy nút cho em ha. Là mấy chị tháo cái phần này ra là mấy chị bận thành quần cũng được này, không cần phải bận yếm ha. Rồi con này size S cho em nha mấy chị. Dành cho chị yêu nào 40 tới 45 thì bắt đầu là vừa cho em ha. Một con siêu mới siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị. Con này là cực kỳ mới cho em luôn nè. Cực kỳ mới mà cực kỳ bụi cho em luôn ha. Lên cho em mã. Lên cho em mã A1. Lên cho em mã A108 và 69k thôi mấy chị. 69k lên cho em mã A108 và con này cực kỳ dễ mặc cho em luôn. Phía sau mấy chị mà không thích yếm thì mấy chị gỡ cái phần yếm ra ha. Là mấy chị mặc thành quần cho em mà lên cho em mã A108 ha. A108 69k nè. 40 tới 45 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã A108. Rồi lên cho chị một con size to nha mọi người. Chấm mai lên cho em nào các chị ơi. Lên cho chị một con size to này. Rồi con này size to mặc vừa này các chị này. Đây các chị ơi, con này size to mặc vừa. 55 tới 60 ký mặc vừa cho em nào. 55 tới 60 ký mặc vừa. Rồi 55 tới 60 ký mặc vừa lên trên mặt to con này cho em ạ. 55 tới 60 ký mặc vừa chốt trên mặt to. 55 tới 60 ký mặc vừa 69k chốt trên mặt to này. To 69k. 55 tới 60 ký mặc vừa lên trên mặt to. To 69k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mặt to các cháu, lên trên mặt to 69 này. To 69k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên mặt to. To 69k. To 69k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mặt to. To 69 ạ. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đẹp nữa nè. Một con yếm đẹp cho em mấy chị hoa. Một con yếm đẹp cho em nè. Con này dạng quần ống rộng cho em nha mấy chị ơi. Một con yếm ống rộng cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Một con màu siêu mới cho em luôn ha. Một con màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Lên cho em mã. Lên cho em mã A195 ha. A195 xả cho mấy chị đầu like với giá 59k ha. 59k lên cho em mã A195 này. Một con siêu mới siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị ha. Lên cho em mã A195 kèm mã kèm số điện thoại cho em nha mấy chị ha. 59k thôi mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi lên cho chị một con siêu bụi nha mọi người. Lên cho chị một con siêu bụi này. Đây màu này một bụi này. Rất là đẹp luôn nè mà chế ơi. Vải nó mỏng nữa nên là mặc dễ chịu nha. Mặc dễ chịu. Đi chơi mặc cái này thôi ạ. Quên sao tại em coi cái đồng. Nó kia sẽ dạng dạng vậy. Rồi đây rất là đẹp luôn trên nè. Trời ơi cái này tiết size to ha. Đây cho chị nào có tầm từ 48. 48 tới 53 ký mắc vừa cho em nào. 48 tới 53 ký mắc vừa nha mọi người. Rồi 48 tới 53 ký mắc vừa cho em nha. Rồi 48 tới 53 ký mắc vừa cho em nào. Rồi 48 tới 53 ký mắc vừa cho em ạ. Rất là đẹp luôn nha mày chờ. 48 tới 53 ký mắc vừa 69k cho em A94. 69k chốt cho em A94. 48 tới 53 ký mắc vừa 69k A94 cho em. 69k lên cho em A94. A94 69k kèm mã kèm số cho em ạ. A94. 69k lên cho em A94. A94 69k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho chị nào tầm 48 này. 48 tới 53 ký mắc vừa lên cho em A94. A94 69k này. A94 69k kèm mã kèm số. Đừng có Linh nó cái xấu. Ừ, thì của con Linh nó mặc kiểu dạng su mà nó Linh mặc su nu nu su su đi ba con đẹp này. Rồi lên cho mấy chị một con kiếm siêu bộ cho em nữa này mấy chị. Con này dành cho chị yêu là 48 tới 52 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Một con màu cực mới cho em nè. Một con màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Một con màu siêu mới nha, cực kỳ bụi cho em nha mấy chị ha. Rách nè, chị nào mà khoan rách thì nhanh tay hốt con này ăn. Hôm nay rất là nhiều hàng rách cho em luôn nè. Lên cho em mã A128 ha. A128 cho em nè mấy chị ha. Lên cho em mã A128 xả cho mấy chị đầu like 59k ha. 59k thôi mấy chị. 59k A128 ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. Màu siêu mới cho mấy chị luôn nè. Con này siêu đẹp siêu mới cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mã A128. A128 59k mấy chị ha. Lên cho em mã A128.
mày chế. Mày chế không thích hả? Rồi lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Rồi siêu cá tính. 50-55kg mắc vừa cho em nào các chị ơi. 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa nha. 50-55kg mắc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa chốt cho em A255. 50-55kg mắc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa A255. 50-55kg mắc vừa chốt cho em A255 kèm mã kèm số cho em A255 này. A255 A255 59K A255 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A255. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần đẹp cho em mấy chị ha, một con yếm quần đùi đẹp nè. Con này màu kem cho em nha mấy chị ha, màu kem cho em nè. Lên xong là một luôn đẹp rồi. Rồi con này dành cho chị yêu nào, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, một con siêu mới cho em luôn ha. Một con cực kỳ mới cho em luôn nha mấy chị ha. Lên cho em mã kem nè. Lên cho em mã kem xả cho mấy chị 49k thôi. 49k lên cho em mã kem. Kem 49k cho em nha mấy chị ha. Kem 49k cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Siêu mới siêu đẹp luôn không mấy chị ha. Siêu mới siêu đẹp, vải cực kỳ dày cho em luôn nè. Lên cho em mã kem ha. Lên cho em mã kem là 49k. Rồi, con này size này size nhỏ cho em tầm 40-48kg mắc vừa cho em nào các chị ơi. 40-48kg mắc vừa nha. Rồi con này 40-48kg mắc vừa cho em nào. 40-48kg mắc vừa. A201 cho em nào. 40-48kg mắc vừa lên cho em A201 nha. Rồi 40-48kg mắc vừa. Lên cho em A201. A201 kèm mã kèm số cho em ạ. 40-48kg mắc vừa nha. Rồi 40-48kg mắc vừa. A201 49K A201. A201 49K kèm mã kèm số cho em ạ. A201 49 này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đẹp cho em nè. Một con yếm đẹp cho em mấy chị yêu ha. Một con này màu cực kỳ mới cho em nè mấy chị. Con này màu siêu mới cho em ha. Con này dành cho chị yêu nè. 48kg bắt đầu là vừa cho em ha. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã mới xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã mới nè. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã mới nè. Lên cho em mã mới nha. Màu này siêu mới cho mấy chị luôn ha. Màu này cực kỳ mới cho em luôn nè. Lên cho em mã mới ha. 59k thôi mấy chị, lên cho em mã mới. Thủy Hoàng đủ đơn chưa? Rồi ok chị ạ. Trời ơi ngày hôm nay nó thật luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Các chị mà không chốt là tiếc lắm luôn các chị ơi. Cái này bố cái này ra rồi. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50-55kg là mặc đẹp cho em nào. 50-55kg mặc đẹp nha mọi người ơi. 50-55kg mặc đẹp. 50-55kg là mặc đẹp cho em à. Chị nào lấy các bạn A266 cho em ạ. 50-55kg mặc đẹp. A266 có chứ. Chốt cho em A266 nè. Lên cho em A266 cho em ạ. Chốt cho em A266 69k A266 cho em nè. A266. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đẹp nè mấy chị ha. Một con yếm đẹp cho em nè mấy chị. Con này dành cho chị nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Con này màu siêu mới cho em ha. Rồi lên cho em mã A589 nè. A589 xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã A589 nè. A589 nè. A589 59k nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A589 ha. Đây yếm sọc đây chị này. 55kg này. Mưa mưa này kiểu cứ cho dân khóc. Rồi đây con này siêu đẹp luôn cho em ạ. 50-55kg mắc vừa cho em ạ. 50-55kg mắc vừa dạ có nhá mỹ nhá. Rồi 55 dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa lên trên mã A56 cho em nào. 50-55kg mắc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa A56 49k 49k lên trên mã A56. A56 49.000 cho em nào. A56 49k A56 49 ạ. Ai kể lắm. Rồi lên cho mấy chị yêu một con yếm đẹp nè mấy chị yêu ha. Một con yếm đẹp cho em nè mấy chị.
tâm thích sự yên tĩnh và trong bóng tối. Rồi con một con yếm đẹp này cho em nha, mấy chị một con yếm đẹp trên này cho em nè. Rồi con này dành cho chị yếm nào, 52 kiểu 53 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha. 53 kiểu bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ơi, 59k thôi nè. 59k lên cho em mã A559 ha, lên cho em mã A559 nè. A559 59k cho em ha. A559 cho em nha mấy chị ơi, 53 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha. 53 kiểu bắt đầu là vừa lên cho em mã A559. A559 59k ha. Lê Thu Bền A56 này. Rồi cái này size nhỏ cho em là các chị nè. Rồi cái này size nhỏ cho em tầm 40-48kg mắc vừa cho em nhé các chị ơi. 40-48kg mắc vừa kiểu dạng bầm cho em nè. 40-48kg mắc vừa nhá. 40-48kg mắc vừa đây. Có họa tiết là theo 40-48kg mắc vừa 49k chốt cho em ạ theo. Không gì? Theo 49k và kèm luôn số cho em ạ, chốt cho em ạ theo. Theo 49k, theo 49k này. Còn 55 gì? 56 lên thùng bền. Rồi con này 40-48kg nó mặc vừa cho em ạ. Lên cho em ạ theo cái cho chốt cho em ạ theo. 40-48kg mắc vừa, lên cho em ạ theo 49k cho em ạ. 40-48kg mắc vừa, lên cho em ạ theo. Theo 49k. Theo 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Không cần lên số đâu. Lên cho em ạ theo. Theo cho mini này, theo cho mini này. 49 ngàn này. Theo cho mini 49k này. Theo 49 cho mini này, chốt đủ đơn nha mọi người. Rồi 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa nha. Chấm 2 lên cho em nào các chị ơi. 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa. A235 chốt cho em A235. A235 kèm mã kèm số cho em ạ. A235 theo em hết rồi. Con này A235 cho em ạ, 49k chốt cho em A235. A235 49k. Dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa A235. 50-55kg mắc vừa A235. 49k A235. Rồi 49k chốt cho em A235. 235 49k kèm mã kèm số cho em ạ. 235 49 ngàn. 235 49. 235 49k kèm số cho em ạ. 235. 235 49. Rồi lên cho chị đây một con đẹp nha mọi người. Con này màu xám. Dạ vừa chị ơi. Rồi con này đẹp nè mọi người này. Con này đẹp cho em nè. Đây dành cho chị nào cỡ tầm 50-55kg nó mặc đẹp cho em nè. 50-55kg mặc vừa lên trên mặt xám cho em nè. 50-55kg mặc vừa lên trên mặt xám. 50-55kg nó mặc vừa lên trên mặt xám con này cho em ạ. 235 Lê Thu Bền. 50-55kg nó mặc vừa lên trên mặt xám con này cho em ạ. Chốt trên mặt xám đủ duy nhất một con màu này thôi. Rất là mới và đẹp cho em ạ. Chốt trên mặt xám con này các cháu. Lên trên mặt xám đấy. Rồi lên trên mặt xám 69k chốt trên mặt xám đấy. Xám 69 đấy. Lên trên mặt xám 69 ngàn chốt trên mặt xám. Chốt đi tranh thủ chốt đầu like đấy các cháu ơi. Giữa like không có giá này đâu nhá các cháu. Rồi em còn mặt xám 69. Rồi lên cho mấy chị một con ngắn mấy chị ha. Một con yếm ngắn cho em nè mấy chị. Một con yếm đùi hả. Rồi con này dành cho chị yêu nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em hả. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị hả. Màu cực kỳ mới cho em nè. Màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị hả. Chị nào thích đùi thì lên lấy cho em con này hả. Tại vì hàng đùi nó rất là ít hả. Rồi lên cho em A584 hả. Lên cho em A584 nè. A584 xả cho mấy chị đầu like 49k hả. Đầu like 49k lên cho em mà A584 hả. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa cho em con này. Lên cho em mà A584 hả. Lên cho em mã A584 nè. Rồi con này size to cho em nào các chị ơi. Con này size to 55-60kg mắc vừa cho em nào. 55-60kg mắc vừa lên cho em mã to. 55-60kg mắc vừa 69k chốt cho em mã to. 55-60kg mắc vừa 69k chốt cho em mã to này. To 69k kèm mã kèm số cho em ạ. 55-60kg mắc vừa. 55-60kg mắc vừa lên cho em mã to. To 69k, to 69k kèm mã kèm số trên. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con size to cho em nè, mấy chị hơn một con size to cho em. Rồi
Rồi một con size to cho em nha. Bây giờ con này dành cho chị yêu nào 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55 kg bắt đầu là vừa cho em nha. Bây giờ một con màu siêu mới luôn này. Một con màu cực kỳ mới cho em nha mấy chị. 59k thôi, lên cho em mà A107. A107 59k cho em nha mấy chị yêu ha. A107 59k cho em nè. Màu siêu mới cho em hoa, lên cho em mà A107. 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mà A107. Rồi, cái này của bé các cháu ơi, cái này của bé 30 tờ 30 35 tờ 40 kg mặc vừa. Rồi cái này của bé 35 tờ 40 kg mặc vừa. Cho trên mặt bé các cháu ơi. 35 tờ 40 kg mặc vừa. Lên trên mặt bé này 59k cho em nào. 59k lên trên mặt bé các cháu ơi. Bé 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Cho trên mặt bé các cháu ơi. Bé 59k, bé 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên trên mặt bé nhá. Bé 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con siêu rẻ nha mấy chị ơi, 49k. Rồi lên cho mấy chị một con siêu rẻ luôn nè. Mã 107 chân gái. Phía trước hơi bị lắm cho em mấy chị ơi, hơi bị dính dính đất cho em nè mấy chị, về giặt cho em không. Rồi lấy cho em mã lắm, trả cho mấy chị 49k thôi một con siêu đẹp. Con này cực kỳ đẹp cho em luôn mấy chị, con này siêu đẹp cho em luôn nè. Này phần dây kéo này, bên nào cũng dây kéo cho em. Chốt đơn nha, chốt từ 2 chiếc nha chị chân gái. Lên cho em mã lắm, lên cho em mã lắm, trả cho mấy chị 49k ha, 49k lên cho em mã lắm này. Con này dành cho chị yêu là 48kg bắt đầu là vừa cho em ha, 48kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã lắm ha. Lên cho em mã lắm này mấy chị hoa, lên cho em mã lắm này, lắm 49k thôi mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã lắm. Rồi lên cho chị một con ống suông này các chị này. Đây cái này là nút. Đây rất là đẹp luôn cho em nha mọi người này. Chả mang lên cho em mà size to mặc vừa, con này cho em nào các chị ơi, size to mặc vừa nha. Rồi, con này dành cho chị nào cỡ tầm 50 tới 55 kg mặc vừa cho em này. 50 tới 55 kg mặc vừa cho em các chị ơi, 50 tới 55 kg mặc vừa. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa cho em nào. 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 tới 55 kg mặc vừa. Lên cho em A290. 50 tới 55 kg mặc vừa 69k A290. A290. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm đẹp trên này. Rồi con này dành cho chị yêu nè 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị hoa, 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã. Lên cho em mã A228 mấy chị hoa, lên cho em mã A228 59k thôi mấy chị. 59k lên cho em mã A228 ha, con này dành cho chị yêu nè 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 48 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha, màu mới luôn ha. Lên cho em mã A228 này, A228 59k thôi mấy chị ha. A228 59k cho em nè, A228 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Rồi, ba đẹp luôn nha mấy chị ơi. Dành cho chị nào có tầm 45 tới 53 kg mặc đẹp. 45 tới 53 kg mặc đẹp cho em nào, 45 tới 53 kg mặc vừa nha. Rồi 45 tới 53 kg mặc đẹp cho em nào, 45 tới 53 kg mặc đẹp. 45 tới 53 kg mặc đẹp nha. Chị nào lấy comment A245 chốt cho em A245. Chốt cho em A245 kèm mã kèm số cho em ạ. A245 này các chị ơi. Chốt cho em A245, 48 tới 53 kg mặc đẹp. Rồi 48 tới 53 kg mặc vừa. A245 cho em ạ, 59k cho em nào. 59k A245 59k. Rồi 245 59k chị Hồng Phân này nhanh rồi. Cho thêm một chiếc chị Hồng Hân ơi. Rồi lên cho mấy chị một con màu sáng này mấy chị yêu ơi, một con màu sáng cho em nè mấy chị. Rồi một con màu sáng cho em. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Con này mặc lên cực kỳ đẹp cho em ha. Con này mặc lên form cực kỳ đẹp cho em luôn nè mấy chị. Rồi xả cho mấy chị 59k đầu la, lên cho em mã A518 ha. A518 cho em nè. Lên cho em mã A518 ha. A518 59k ha. Lên cho em mã A518 59k mấy chị hoa, con này siêu đẹp siêu mới cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mã A518. Rồi
là dễ thương này các chị này. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 tới 52 kg nó mặc đẹp. Cho 40 tới 52 kg nó mặc đẹp cho em này. 40 tới 52 kg mặc đẹp nha các chị ơi. 40 52 kg mặc đẹp, 40 tới 52 kg mặc vừa cho em ạ. 40 tới 52 kg mặc đẹp 69k cho em ạ. 69k lên cho em A517. A517 69k, A517 này. Giờ 69k chốt cho em A517 nhá. 517 69k. 517 69k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên cho em ạ 517 69 này. 517 69k nhá. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con rách này ha. Một con rách cho em nha mấy chị ha. Có vải đâu mà. Vải. Rồi con này yếm rách cho em nha mấy chị ha. Một con yếm rách cùng ống rộng cho em nè mấy chị. Đây đúng một con yếm rách ống rộng cho em nha mấy chị hoa. Con này dành cho chị yêu nào 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị hoa. Một con dạng ống rộng cho em nè. Một con dạng ống rộng cho em ha. Đầu loa xả cho mấy chị 59k ha. Lên cho em mã A145. A145 trang lên chống hàng số kìa. Mấy chị chốt hàng mã kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi lên cho em mã A145 59k thôi mấy chị. Một con siêu mới cho em luôn nè. Con này cực kỳ mới cho em luôn nha mấy chị. Lên cho em mã A145 này 59k. 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã A145. Một bốn năm chị Hồng Hân rồi. Trang lê chốt hàng lên số cho em ạ. Bên em rất là nhiều trang lê luôn. Không muốn lộn hàng thì lên số cho em ạ. Rồi cái này đây. Nút có nút gài như này nha mấy chị. Em biến dài. Rồi đây con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 đến 48 tới 53 kg mắc vừa trên ạ. Rồi con này chị nào tầm 48 tới 53 kg mắc vừa ha. 48 tới 53 kg mắc vừa trên ạ. 48 53 kg mắc vừa 69k này. 110 chị Ngô Thu. 69k A574. 69k A574. 69k A574 này. 517 trăng lê. Rồi lên cho mấy chị một con yếm siêu đẹp cho luôn nè mấy chị ha. Một con màu cực kỳ bụi, phía sau là con mũ cho em hả. Con này dạng giống như dạng đồ áo khoác cho em luôn nè mấy chị. Có phía sau là con mũ cho em mấy chị ha. Phía sau là con mũ cho em nè. Kiểu cực kỳ đẹp cho em luôn nha mấy chị ha. Kiểu cực kỳ đẹp cho em luôn nè. Màu thì màu cực kỳ bụi cho em luôn nha mấy chị ha. Màu cực kỳ đẹp cho em luôn nè. Rồi con này size nhỏ cho em nha mấy chị ơi. 48 kg bắt đầu là vừa cho em con này. Con có nha chị Ngô Thu ơi. Con có hai con. 48 kg bắt đầu là vừa cho em con này mấy chị ơi. Con này siêu đẹp cho mấy chị luôn nè. Cực kỳ mới luôn. Lên cho em mã A04 A04 59k thôi mấy chị. Đảm bảo cho mấy chị là mấy chị mua con này rất là đẹp luôn á. Lên cho em mã A04 ha. Nó rất là lạ nữa. Lên cho em mã A04 ha. A04 59k mấy chị ơi. A04 59k nè. 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã A04. Rồi đây, con này chân dài, chị nào mà chân dài thì chắc con này cho em này. Đây. Chị nào cao 1m6 đổ lên mặc đẹp cho em ạ. 48 52 kg mắc vừa cho em ạ. Chốt cho em ạ dài. 48 tới 52 kg mắc vừa. Rồi 48 tới 52 kg mắc vừa, lên cho em ạ dài. 48 tới 52 kg mắc vừa. Rồi 48 tới 52 kg mắc vừa, lên cho em ạ dài nhá. Rồi 48 tới 52 kg mắc vừa. Chị em nào lấy con này chốt cho em ạ dài nha mọi người. 48 tới 52 kg mắc vừa, lên cho em ạ dài 69k chốt cho em ạ dài, dài 69k cho em ạ. Chanh quá. Cái mũ á là mẹ. Cô lên cho mấy chị một con vẫy nè mấy chị ha. Một con vẫy cho em nè mấy chị. Cứ bí. Để xem cho mấy. Rồi con này một con vẫy nhỏ, size nhỏ cho em mấy chị ha. 40-45kg mang vừa cho em nè. 40-45kg mang vừa cho em ha. Lên cho em mã váy nè. Lên cho em mã váy xả cho mấy chị 49k ha. 49k lên cho em mã váy nè. Váy 49k cho em mấy chị ha. 40-45kg bắt đầu là vừa cho em. Lên cho em mã váy nè. Rồi chấm bò cho em nào mà chị yêu ơi. Là màu này là màu xanh đen cho em, là màu xanh đậm nha các chị ơi, xanh đen đậm cho em này. Đây, đẹp chưa?
Rồi dành cho chị là tầm 45-52 kg móc vừa cho em này. 45-52 kg móc vừa nha. Rồi 45-52 kg móc vừa cho em này. Rồi 45-52 kg móc vừa cho em nha mấy chị ơi. 45-52 kg móc vừa. Rồi 45-52 kg móc vừa cho em ạ. 45-52 kg móc vừa 69k chốt cho em ạ. Xanh đen. Xanh đen 69k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ xanh đen các cháu. Xanh đen 69k, xanh đen 69k kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm đùi nữa này. Một con yếm đùi này cho em mấy chị hoa, con này dành cho chị yêu nào 52 kg bắt đầu là vừa cho em này. 52 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Phía trước của nó hơi bị lắm cho em ha, mấy chị về giặt giúp em ha. Lên cho em mã lắm này. Lên cho em mã lắm mấy chị hoa. 49k lên cho em mã lắm. Lắm 49k cho em nha mấy chị hoa. 53 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 53 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã lắm ha. Lắm 49k lên cho em mã lắm. 49k một con siêu đẹp này cho em nha mấy chị. Một con cực kỳ đẹp cho em luôn ha. Lên cho em mã lắm. Lắm 49k lên cho em mã lắm. Rồi, cái này kiểu dạng đầm cho em này. Kiểu dạng đầm cho mọi người nha. Kiểu dạng đầm cho em nè. 50-55 kg mắc vừa. 50-55 kg mắc vừa cho em nè. Lên cho em A07. 50-55 kg mắc vừa xả 39k A07. 39k A07 cho em nè. 39k lên cho em A07 nhá. A0739 A07 39k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con cho bé nè. Một con cho bé cho em nè mấy chị hoa, con hay dành cho bé nè. 25-30 kg quay đầu là vừa cho em ha. 25-30 kg quay đầu là vừa lên cho em mà bé 49k thôi mấy chị. Bé 49k ha, lên cho em mà bé 49k cho em nè. 25-30 kg quay đầu là vừa lên cho em mà bé. Cái này nhỏ này. Màu nó bụi nữa. Đây. Cái này do em mặc với lại quần đùi jean trong nữa này. 40-45 kg mắc vừa cho em nào. 40-45 kg mắc vừa lên trên mạng sàn 59k cho em nào. 40-45 kg mắc vừa sàn cho em nào. 40-45 kg mắc vừa sàn cho em nhé các cháu. 40-45 kg mắc vừa sàn kèm mã kèm số cho em. 40-45 kg mắc vừa. Rồi 40-45 kg mắc vừa lên trên mạng sàn cho em ạ. 40-45 kg mắc vừa sàn nhé các cháu. 40-45 kg mắc vừa sàn kèm mã kèm số cho em nào. Chốt cho em ạ sàn các cháu sàn nhé. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm đẹp cho em nè, mấy chị hoa một con yếm đẹp cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 40-48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40-48 kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Rất là một con rất siêu đẹp cho em ha, một con rất siêu đẹp cho em nè mấy chị. Con này màu siêu mới cho em ha, 59k thôi mấy chị. 59k lên cho em mã A00 ha. A00 59k cho em nè, lên cho em mã A00. A00 59k ha, lên cho em mã A00 59k nè. Rồi lên cho chị một con váy nữa các chị ơi. Rồi con này dễ thương này các chị này, con này dễ thương mà. Rồi chị nào tầm 40-48 kg mắc vừa cho em nào. 40-48 kg mắc vừa. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên cho mã váy cho em nào. 40-48 kg mắc vừa 49k mã váy cho em. 40-48 kg mắc vừa 49k. Số 49k chốt trên mã váy 40-48 kg mắc vừa, váy 49k. Mã váy 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên mã váy các chị ơi. Váy 49k kèm mã kèm số cho em nào. Rồi 40-48 kg mắc vừa lên trên mã váy này 49k. 49k chốt trên mã váy nha mọi người. Váy 49k kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi cho em này, một con yếm đùi cho em mấy chị ha. Con này dành cho chị yêu là 55 kg bắt đầu là vừa cho em này. 55 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Con này màu siêu mới cho em ha. Màu siêu mới cho em nha mấy chị ha. 49k thôi, lên cho em mã A533. Lên cho em mã A533 ha. A533 49k cho em nè mấy chị. 55 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A533 ha. Lên cho em mã A533 nè. Rồi lên cho chị con này size nhỏ cho em nè. Dành cho chị nào ở tầm 40-43 kg mắc vừa cho em là size nhỏ nhá. Rồi 40-43 kg mắc vừa lên trên nhỏ trên nè. Lên trên mấy nhỏ cái cho lên trên nhỏ này 59k cho trên nhỏ nhé. Nhỏ 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con yếm váy nè. Một con yếm váy cho em nè mấy chị hoa, một con yếm váy cho em nè.
Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40-53 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha. 40-53 kiểu bắt đầu là vừa lên cho em mã A214 ha. A214 59k mấy chị ơi, A214 59k cho em nè. Lên cho em mã A214 ha. A214 59k cho em ha. 53 kiểu bắt đầu là vừa cho em con này mấy chị hoa. Con này màu siêu mới luôn. Lên cho em mã A214. Rồi lên cho chị một con đầm đẹp nha mọi người. Con này dành cho chị là tầm 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa lên trên mặt đầm. 50-55kg mắc vừa lên trên mặt đầm. Con này size to này 6M nha. 50-55kg mắc vừa lên trên mặt đầm này. 50-55kg mắc vừa lên trên mặt đầm 69k cho em nào. Rồi 69k lên trên mặt đầm. 50-55kg mắc vừa 69k cho trên mặt đầm nha. Rồi lên cho mấy chị một con còn tem. Một con còn tem cho em nè. Mấy chị hơn một con còn tem cho em nè. Một con còn tem còn nguyên tảng mạc cho em nha. Bây giờ con này chưa thả mạc cho em luôn nè. Cái khuyên của cái yếm nó vẫn chưa thả ra luôn nha mấy chị hoa. Con này còn siêu mới cho em hả? Mới 100% cho em nè. Rồi lên cho em mã còn tem ha. Con này dành cho chị yêu nè. 40-58 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha. 50-58 kiểu bắt đầu là con này size to cho em mấy chị hoa. 58 cái bắt đầu là vừa cho em nè. 50-58 cái bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã còn tem nè. 79k lên cho em mã còn tem nè. Con này em đảm bảo cho mấy chị nhận về rất là thích luôn á. Nó còn mới mà cái màu nó rất là đẹp luôn mấy chị ha. Chất liệu vải rất là mềm mịn cho em nè. Lên cho em mã còn tem ha. Lên cho em mã còn tem 79k. Ngũ thì Trà My mua hàng ở bên em lần nào đâu mà chị bảo chị mua hàng ở bên em. Chị Ngũ thì Trà My ơi. Rồi lên cho em mã còn tem ha. Còn tem 79k cho em mấy chị hoa. Còn tem 79k cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50-58 chứ bắt đầu là vừa lên trên mã còn tem ha. Rồi lên cho chị này, con này dành cho chị nào có tầm từ 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa nha mọi người. Lên trên mã xanh đen 50-55kg mắc vừa. Rồi 50-55kg mắc vừa lên trên mặt xanh đen. 50-55kg mắc vừa chốt trên mặt xanh đen. 50-55kg mắc vừa lên trên mặt xanh đen cho em nào. 50-55kg mắc vừa lên trên mặt xanh đen kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên mặt xanh đen. Rồi xanh đen này xả cho chị với giá 59k lên trên mặt xanh đen này. Xanh đen 59k. Xanh đen 59k này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đẹp này. Một con yếm siêu đẹp cho em luôn mấy chị ơi. Một con yếm siêu đẹp cho em luôn nè. Rồi con này màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị ơi. Con này màu siêu mới cho em luôn nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè. 40-53 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha. 40-53 kiểu bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Dưới like của nó hơi dài á. Mấy chị nào mà cao trên 1m6 thì mặc được. Còn chị nào mà dưới 1m6 mấy chị về cắt like được ha. Về cắt like mặc cho đẹp mấy chị ha. Rồi lên cho em mã, lên cho em mã dài đi. Lên cho em mã dài xả cho mấy chị 69k ha. 69k lên cho em mã dài. Con này siêu mới siêu đẹp cho em nha mấy chị. Con này siêu mới siêu đẹp cho em luôn này. Lên cho em mã dài ha. Dài 69k lên cho em mã dài nè. 53 kiểu bắt đầu là vừa lên cho em mã dài ha. Đầm thanh lý trễ vai á hả? Đầm thanh lý trễ vai chỉ có lọt ở chỗ đâu không vậy? Bên em làm cái gì like mà like đầm thanh lý. Hàng thanh lý bên em chỉ có áo dài thôi chị ơi. Chị lọt suất nào rồi á. Bên trang này đâu phải là riêng mình em bên em like đâu, chị coi cái bảng ghi nick ghi tên shop chứ. Rồi chị nói chứ chị. Cái đầm thanh lý nào? Bên em chỉ có hàng áo dài thanh lý thôi. Rồi có này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa. 40-48kg mắc vừa cho em nào. Rồi 40-48kg mắc vừa, hàng công chúa thì có, chứ còn mà hàng đầm, ví dụ đầm thiết kế hoặc là này kia thì bên em không có nha. Rồi cái này chị nào tầm 40-48kg mắc vừa, 39k A11, 39k lên cho em A11. A11 39k kèm mã kèm số cho em ạ. A11 nha, 39k A11. Rồi lên cho mấy chị một con yếm váy này. Một con yếm váy cho em nè mấy chị hoa. Con này dành chị yêu là 50kg, bắt đầu là vừa cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A587 ha. Lên cho em mã A587 xả cho mấy chị 49k thôi. 49k lên cho em mã A587. A587 49k cho em mấy chị hoa. Lên cho em mã A587 49k này.
ăn bơ trong tủ lạnh ăn nó béo không nó béo và béo quá ăn hết 50-55 kg mắc vừa trên mà 50-55 kg mắc vừa tối qua ăn mất 50-55 kg mắc vừa rồi lên cho chị 50-55 kg mặc vừa A 542 cho chị em A 542 nhưng mọi người ơi lên cho em A 542 49k cho chị em A 542 49k kèm mã kèm số cho em nào rồi lên cho mấy chị một con váy nè mấy chị ha một con váy đen cho em nè mấy chị một con váy đen cho em ha rồi con này dành cho chị này 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha 48 kg bắt đầu là vừa cho em nha chị mấy chị về lấy cái beo lại ngay chỗ phân A nữa là rất là đẹp cho em ha cổ dạng sườn xám cho em nha mấy chị cổ sườn xám cho em ha rất là đẹp luôn ha rất là đẹp cho em luôn là lên cho em mã váy xả cho mấy chị 59k ha 59k lên cho em mã váy nè mấy chị về lấy cái beo liệt phần eo lại thì rất là đẹp cho em luôn nè lên cho em mã váy ha rồi 48 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã váy rồi em lên cho chị một con yếm này cái này vải mỏng cho em nè các chị này rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40-45 kg mắc vừa size nhỏ cho em nào mình chế ha rồi 40-45 kg mắc vừa chốt cho em nhỏ con này cho em nào 40-45 kg mắc vừa lên cho em nhỏ cho em 40-45 kg mắc vừa lên cho em nhỏ các chị chốt cho em nhỏ này nhỏ và kèm luôn số cho em ạ 59k chốt cho em nhỏ này nhỏ 59k kèm số cho em rồi lên cho mấy chị một con yếm thu nhỏ này mấy chị một con size nhỏ cho em ha rồi con này dành cho chị yêu là 40-45 kg bắt đầu là vừa cho em này 40-45 kg bắt đầu là vừa cho em ha rồi xả cho mấy chị 49k thôi 49k ha 49k cho em này đấy từ cái hàng mất lên trước rồi con này dành cho chị yêu nào A246 ơi lên cho em mà A246 này A246 cho em mấy chị hoa 40-45 kg bắt đầu là vừa cho em ha 40-45 kg bắt đầu là vừa cho em này mấy chị lên cho em mà A246 ha lên cho em mà A246 49k thôi mấy chị hoa 49k lên cho em mà A246 rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50-55 kg mắc vừa một con xám này một con xám bụt cho em này 50-55 kg mắc vừa nha mấy chị ơi 50-55 kg mắc vừa này rồi 50-55 kg mắc vừa lên trên mạng xám có này cho em các chị này chốt cho em mạng xám rồi 50-55 kg mắc vừa lên trên mạng xám có này cho em ạ 50-55 kg mắc vừa lên trên mạng xám cái cho 79k cho trên mạng xám đấy 69k lên trên mạng xám rồi con này dành cho chị nào khoảng tầm 50-55 kg mắc vừa lên trên mặt sàn xem nào 69k lên trên mặt sàn nhé 69k kèm mã kèm số xem nào 50-55 kg mắc vừa rồi 50-55 kg mắc vừa lên trên mặt sàn xem 50-55 kg mắc vừa sàn đấy rồi lên tiếp cho mấy chị một con yến đủ cho em mấy chị nhỏ yến diệp này chốt đủ đơn luôn cho em ạ một con yếm đùi cho em mấy chị ha một con yếm đùi cho em nè rồi con này dành cho chị nào 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha 50 kg bắt đầu là vừa cho em này 49k thôi mấy chị ha 49k lên cho em mã 569 ha con này màu cực kỳ bụi cho em luôn nha mấy chị con này là màu siêu bụi cho em luôn ha lên cho em mã 589 lên cho em mã 569 ha 569 cho em mấy chị ha 50 kg bắt đầu là vừa cho em con này ha 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã 569 chị yêu này thấy em chấm bài lên cho em mấy chị hoa chấm bài tương tác với em nè chấm bài tương tác lên cho em mấy chị hoa chấm bài tương tác lên cho em nè rồi lên cho mấy chị một con yếm váy ha rồi
rồi một con yếm váy cho em mấy chị Hoa, một con yếm váy cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu này 48kg bắt đầu là vừa cho em ha. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 48kg bắt đầu là vừa. 49k thôi lên cho em mà A242 ha, A242 49k cho em nè mấy chị ha. Một con siêu đẹp cho em ha. Một con siêu đẹp cho em nha mấy chị, lên cho em mà A242. A242 49k cho em nè ha. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa, lên cho em mà A242 49k. Máy của chị đâu? Lên cho em mà A242. Đang like à? Máy mày đâu bé? Đâu có like đâu, đâu có cầm đâu. Lên cho em mà A242 ha. A242 cho em mấy triệu hoa, lên cho em mà A242 nè. Lên cho mấy chị một con size to nè. Một con size to cho em nè mấy chị hoa, một con size to cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 60kg bắt đầu là vừa cho em hoa. Con này free size cho em nha mấy chị ơi. Con này free size cho em nè, trên 50kg là mặc ok cho em ha. Free size trên 50kg là mặc ok cho em nha mấy chị ha. Rồi lên cho em mã to ha, lên cho em mã to 59k ha, 59k lên cho em mã to này mấy chị ha. 59k lên cho em mã to ha, free size cho em nha mấy chị ha. Trên 50kg là mặc được cho em ha, tại vì phần eo của nó có dây đút cho em nha mấy chị, phần eo có dây đút cho em này ha. Rồi lên cho em mã to ha, lên cho em mã to này 242 Ari Nam Dương. Lên cho em mã to ha, 59k lên cho em mã to này, to 59k. Các chị chốt đủ trên 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, lên cho em mã to. 59. Chốt đủ đơn nha mọi người. Lên trên mà to, mấy chị Hoa lên trên mà to nè. Lên trên mà to ha. Chấm bài tương tác lên trên mấy chị Hoa, chấm bài tương tác lên trên nè. Chị yêu nào thấy em cho em xin được chấm nè. Một con yếm, một con yếm, một con yếm rắc cho em này ha, một con yếm rắc cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40-50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40-50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Một con rắc này, con này vải cực kỳ mềm cho em nha mấy chị. Con này mà vải cực kỳ mềm cho em ha, mặc rất là dễ thương chị cho em ha. Rồi xả chấm chị 59k lên cho em mà A206. A206 59k cho em nha mấy chị. A206 59k cho em nè. A206 59k ha. 50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mà A206. Bây giờ nó mưa, nó mưa nhá. Thì nó sang mùa mưa mà, nó sang mùa mưa thì nó mưa nhất thôi. Còn như có mấy cái này nữa mà. Năm trước tháng 5 mưa rồi má ơi. Tháng 5 giờ mưa nhiều thôi. Bữa trước tháng 5, tháng 6 đã thu hoạch. Thu hoạch kia rồi, thu hoạch sầu riêng rồi. Mà bắt đầu thu hoạch sầu riêng rồi. Giờ năm nay chán á. Cái gì cũng chán. Đo lên cho chị con đùi này. Trong cái mưa thì không có mấy. Rồi con này dành cho chị nào tầm 48 này, 48 tới 53 kg mắc vừa cho em nào. 48 tới 53 kg mắc vừa. Rồi 48 tới 53 kg mắc vừa lên cho mặt túi con này cho em nào. 48 tới 53 kg mắc vừa lên cho mặt túi nha mọi người. 49k cho em. 49k lên cho mặt túi. 48 tới 53 kg mắc vừa lên cho mặt túi này, chốt cho mặt túi này, túi và kèm mua số cho em ạ, chốt cho mặt túi. Rồi lên cho mấy chị một con size nhỏ cho em mấy chị hoa, một con size nhỏ cho em nè mấy chị. Con này, con này mấy chị mua về cho con gái mình mặc ha, mua về cho con gái mình mặc nha mấy chị hoa. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40-48kg bắt đầu là vừa cho em ha. Quên, 40, con này dành cho bé mấy chị ha. Con này size nhỏ cho em nè, con này size nhỏ cho em ha. 30-35kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 30-35kg bắt đầu là vừa cho em nè. Về mà dài quá thì mấy chị về cắt ngắn cho em ha. Cắt ngắn cho em nha mấy chị, tại vì phần eo của nó nhỏ nhưng mà nó hơi dài ha. Rồi lên cho em mã, lên cho em mã A146 xả cho mấy chị 49k ha. 49k lên cho em mã A146 nè. A146 49k cho em ha.
lên cho chị một con đầm nhỏ. Con này size bé này, tầm 30-35kg mắc vừa lên cho mặt bé con này cho em nè. 30-35kg mắc vừa lên cho mặt bé 49k các chơi. 49k các cho mặt bé. 30-35kg mắc vừa lên cho mặt bé 49k nhá. 49k chốt cho mặt bé này. Bé 49k kèm mã kèm số trên. 30-35kg mắc vừa lên cho mặt bé 49k chốt cho mặt bé ạ. Bé kèm mã kèm số trên mà. Chốt cho mặt bé các chơi, lên cho mặt bé. Bé kèm mã kèm số trên mà. Lên con mày đã. Lên cho chị một con siêu đẹp luôn nha mà trẻ ơi, con này size to này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50-55kg mắc vừa trên nào. 50-55kg mắc vừa. Một con yếm vầy trên mạng 50-55kg mắc vừa lên cho mạng yếm vầy trên nào. Chốt trên mạng yếm vầy 69k, chốt trên mạng yếm vầy này, yếm vầy 69k này. Rồi em cho mấy chị một con yếm quần cho em mấy chị hoa con này. Con này màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị hoa, con này màu cực kỳ mới cho em luôn nè mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một con màu siêu mới cho em luôn mấy chị hoa, một con màu cực kỳ mới cho em luôn nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 40 tôi 48 kg đầu là vừa cho em nha mấy chị, 40 tôi 48 kg đầu là vừa cho em nè mấy chị hả? Rồi lên cho em mã mới ha, lên cho em mã mới 59k thôi mấy chị. 59k lên cho em mã mới ha, lên cho em mã mới ha mấy chị. Mặc con này, mặc sẽ mang thêm đôi giày ba tay cho em ha, cực kỳ bộ cho em luôn nha mấy chị. Siêu bộ cho em luôn ha, lên cho em mã mới này 59k thôi mấy chị. 59k lên cho em mã mới ha, mới 59k cho em nè. Con này màu dạng màu xanh đen cho em ha, lên cho em mã mới nè. 48 kg đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48 kg đầu là vừa lên cho em mã mới, mới 59k lên cho em mã mới 59k. Lên cho em mã mới ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con váy yếm này, một con yếm váy cho em ha. Một con yếm váy cho em nè mấy chị luôn ha. Rồi con này free size cho em mấy chị ha, con này free size cho em là con này bầu bì bông kem thoải mái cho em nha mấy chị. Con này bầu bì bông kem thoải mái cho em nè ha. Rồi con này free size cho em 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, free size cho em 50kg bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã yếm váy ha. Lên cho em mã yếm váy này xả cho mấy chị 59k ha, lên cho em mã yếm váy. Màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị, màu siêu mới cho em luôn ha, lên cho em mã yếm váy. Lên cho em mã yếm váy ha, con này bầu bì bông kem vô tư cho em này free size ha, nó trên 50kg là ok, lên cho em mã yếm váy ha. Yếm váy 59k lên cho em mã yếm váy. Yếm váy 59k lên cho em mã yếm váy mấy chị hả? Bỏ cái xài vô cho em. Rồi lên cho mấy chị một con váy đen này. Một con váy đinh cho em mấy chị ha, một con váy đinh lính ngọc cho em nè mấy chị, cổ kết ngọc cho em ha. Cổ kết ngọc cho em nha mấy chị ha, một con yếm váy nè. Con này ngắn dáng ngắn cho em nha mấy chị ha. 48 kg đầu là vừa cho em con này ha. 48 kg đầu là vừa cho em con này nha mấy chị ha. Lên cho em mã ngọc xả cho mấy chị 49k ha. 49k lên cho em mã ngọc nè, ngọc 49k cho em mấy chị ha. Ngọc 49k lên cho em mã ngọc. Rồi lên cho chị một con xinh đen nào mọi người, lên cho chị một con xinh đen nha. Con này kiểu kiểu gì đây? Gọi là kiểu gì đây? Rồi cổ điển trên nè. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 40-48kg mắc vừa trên nè. Rồi 40-48kg mắc vừa trên nha mấy chị ơi, 40-48kg mắc vừa nha. Lên trên mạng A530, 40-48kg mắc vừa cho trên A530. Rồi 40-48kg mắc vừa lên trên mạng A530 kèm mã kèm số trên mạng. Rồi 59k A530, 59k lên trên mạng A530 kèm mã kèm số trên mạng A530, 59k lên trên mạng A530, A530 kèm mã kèm số trên mạng. Rồi lên cho mấy chị một con siêu đẹp cho luôn mấy chị ha. Một con siêu đẹp cho luôn nha mấy chị ha, một con siêu đẹp cho luôn nè. Rồi con này dành cho chị nè, 40-48kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Con này màu cực kỳ sắc cho em luôn ha. Con này màu siêu sắc cho em luôn nha mấy chị. Rồi
Con này dành chịu nè, 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Con này màu cực kỳ chắc cho em nha mấy chị hả. Rồi lên cho em mã chắc ha, lên cho em mã chắc 79k ha. Lên cho em mã chắc 79k cho em nè mấy chị, siêu đẹp cho em luôn ha. Con này siêu đẹp cho em luôn, lên cho em mã chắc ha. Chắc 79k cho em ha, chắc 79k cho em nè. Rồi đây cho chị một con đùi này các chị ơi. Cái này mặc mặc đi leo núi thì thích ha. Anh vào phải chờ từ năm mới phải đi leo núi cho hè vậy. Đó mặc đi lên núi, thích mà. Rồi chắc cho chị Hồng Hân. Rồi 45-50kg mắc vừa cho em nào. 45-50kg mắc vừa. 45-50kg mắc vừa cho em nào. 45-50kg mắc vừa nhá. Rồi 49k cho em A115. 49k A115. A115 49k. Cho 49k A115. A115 49 đấy. Em có bảo dài trên từng con đấy chị ơi. Bỏ qua bên 115 nha mày chị ơi. 115 một lên cho mấy chị một con cho bé nè mấy chị, một con cho bé cho em nè mấy chị. Một con cho bé cho em nè mấy chị Hoa, một con cho bé cho em. Rồi con này dành cho bé nào 35-40kg bắt đầu là vừa cho em ha. 35-40kg bắt đầu là vừa cho em này. Lên cho em mã bé 49k ha. Lên cho em mã bé 49k nè. Bé 49k cho em mấy chị Hoa. Vậy bé 49k nè. Không, không đặt hàng mấy cái single đâu chị ơi. Bên em không có ai check đâu chị ơi. Bên em gọi đơn trực tiếp mà. Bên em gọi đơn trực tiếp cho mình nha. Rồi, em lên cho chị đây một con đẹp nha mọi người. Rồi, con này size nhỏ cho em nào các chị ơi. Con này size nhỏ mặc vừa cho em nào. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-50kg mặc vừa cho em nào. 45-50kg mặc vừa nha mọi người. Rồi 45-50kg mặc vừa cho em nào. Đây, rất là đẹp luôn cho em nhá. 45-50kg nó mặc vừa. 45-50kg mặc vừa cho em ạ. 45-50kg mặc vừa 69k con này cho em ạ. 45-50kg mặc vừa 69k A87 cho em nào. 69k lên trên mã A87 nhá. A87 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên mã A87. Rồi lên cho mấy chị một con siêu đẹp cho mấy chị ha. Một con này. Con này size nhỏ cho em nha mấy chị ha. Nhưng mà vải co giãn rất là tốt nè. Con này dành cho con này dành cho chị yêu này mặc size 27 ha. Con này dành cho chị yêu này mặc size 27 nè. Chuẩn size 27 cho em nha mấy chị ha. Chuẩn size 27 cho em này. 47kg đâu là vừa cho em nha mấy chị. 47kg đâu là vừa cho em ha. Một con siêu mới siêu đẹp cho em nha mấy chị. Form ôm ha. Một con form ôm cho em nha mấy chị ha. Lên cho em mà ôm ha. Lên cho em mà ôm mà xả cho mấy chị 79k ha. 79k lên cho em mà ôm ha. Con này siêu mới siêu đẹp cho mấy chị luôn nè. Lên cho em mà ôm ha. Lên cho em mà ôm 79k lên cho em mà ôm ha. Rồi chào mai lên cho em nào các chị ơi. Chị nào thấy em không ạ? Thấy em thì cho em một nút chấm đấy. Rồi lên cho chị một con ống suông này các chị này. Lên cho chị một con ống suông nhưng mà chị ơi rất là đẹp luôn cho em nha. Đây các chị yêu này, ống suông này. Chị nào chân dài cao 1m6 đổ lên này. Chị nào chân dài 1m6 đổ lên nha. Mua con này cho em này. Rồi đây các chị yêu ơi, rất đẹp cho em nè. Dành cho chị nào cỡ tầm này, dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 này. Chị nào cỡ tầm 50-55kg mắc vừa cho em ạ. Chốt cho em ạ dài 50-55kg mắc vừa. Lên cho em ạ dài cho em ạ 79k mã dài. 50-55kg mắc vừa 79k chốt trên mạng dài. Bán rẻ thôi. 39. Rồi đây cho mấy chị một con yếm váy nè. Mấy chị Hoa một con yếm váy cho em nha. Mấy chị Hoa một con yếm váy cho em nè. Rồi lên cho mấy chị một con yếm váy cho em nè. Mấy chị Hoa một con yếm váy cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em ha. Thôi xả cho mấy chị 39k thôi nè. 39k một con siêu đẹp này cho em nha mấy chị ha. Quá rẻ cho em luôn ha. Quá rẻ cho em luôn nha mấy chị. Lên cho em mà A503 ha. Lên cho em mà A503 là 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa lên cho em mà A503 ha. 39k thôi mấy chị. 39k lên cho em mà A503.
Rồi, con này dành cho chị là tầm 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa nha mọi người. 49k lên cho em A225. A225 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho chị nào có tầm từ 40, dành cho chị nào tầm 45. 45-55kg mắc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment chốt cho em A225. A225 kèm mã kèm số cho em ạ. A225 49k A225. A225 49k kèm mã kèm số cho em ạ. A225 49k kèm mã kèm số cho em nào. Chào mai lên cho em nào các chó. Rồi con này xả luôn cho chị 39k một con yểm váy các chó. Rồi 503 Ari Nam Dương này, 503 Ari Nam Dương dồn này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 48-53kg mắc vừa cho em nào. 48-53kg mắc vừa. Rồi 48-53kg mắc vừa lên cho em A59. 48-53kg mắc vừa 39k A59 cho em nào. 39k lên cho em A59. A59 39k. A59 39k này. A59 39k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A59 này. A59 39k kèm mã kèm số cho em ạ. 39k A59. 39k A59 kèm mã kèm số cho em ạ. A59 39k nhé. Rồi lên cho mấy chị một con yếm dài cho em nè, mấy chị Hoa một con yếm dài cho em nè, mấy chị một con yếm siêu dài cho em ha. Rồi con này dành chị yêu là 53kg rất là vừa cho em ha. 53kg rất là vừa cho em nha mấy chị. Thôi xả cho mấy chị 49k này. 49k hoa lên cho em mã A132. A132 49k cho em nha. Mấy chị một con siêu mới siêu đẹp cho em luôn ha. Con này cực kỳ mới cho em luôn nha mấy chị. A132 cho em ha. 53kg rất là vừa lên cho em mã A132. A132 cho em ha. A132. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 này, dành cho chị nào cỡ tầm 45-53kg mắc vừa cho em nào. 45-53kg mắc vừa 39k cho em. 45-53kg mắc vừa. Rồi 39k chốt cho em A522. 39k chốt cho em A522 kèm mã kèm số cho em ạ. A532 39k A532. A532 39k kèm mã kèm số các cháu. Dành cho chị nào cỡ tầm 48-53kg mắc vừa cho em. A532 39k A532 kèm mã kèm số cho em ạ. A532 39k. 39k A532 532 39k. 532-39k kèm mã kèm số các cháu. 532-39 này. 532-39k nha mọi người ơi. 39k thôi mình chế nè. Rồi lên cho chị đây. Rồi. Ai đi lại cái này vậy trời. Rồi lên cho chị một con dễ thương này các chị này, lên cho chị một con dễ thương nha. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm dưới 52-53kg mắc vừa cho em nào. Dưới 52kg mắc vừa A532 Ari Nam Dương này. Chị nào lấy comment chốt cho em A8239k, chốt cho em A82. A8239k kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em A82 này. A8239k. Rồi A8239k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 45-52kg mắc vừa. Hả? 532. Rồi chị nào lấy comment chốt cho em này, lên cho em mã A82, A82 kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em. Rồi lên cho mấy chị một con tem cho em này, mấy chị Hoa một con tem cho em nha mấy chị Hoa. Rồi con này free size cho em nha mấy chị Hoa, free size cho em là trên 50kg là bằng được cho em nha mấy chị. Free size trên 50kg là mặc ok cho em ha, lên cho em mã tem xả cho mấy chị 49k thôi. 49k lên cho em mã tem ha, lên cho em mã tem 49k cho em nè mấy chị. Free size cho em ha, free size cho em nè. Con này dành cho chị yêu nào. Trên 50kg là mặc được cho em ha, trên 50kg mặc được lên cho em mã free size. Lên cho em mã tem ha, tem 59k lên cho em mã tem 59k ha. Còn tem 59k nhé các cháu, còn tem 59k bỏ vô cái gì? Rồi lên cho chị con này còn cái này có túi trước nha mọi người. Con này có túi trước cho em nè. Rồi con này có túi trước nha. Rồi con này dành cho chị nào 39, dành cho chị nào có tầm từ 45 này, 45 tới 50kg mắc vừa cho em nào. 45 tới 50kg mắc vừa nha mọi người. 45 tới 50kg mắc vừa. Rồi 45 tới 50kg mắc vừa nha các cháu. 45 tới 50kg mắc vừa. 45 tới 50kg mắc vừa lên trên mã A23. 45 tới 50kg mắc vừa lên trên mã A23 cho em ạ. 39k chốt trên mã A23. A23 39k kèm mã kèm số trên mã A23 này. 39k chốt trên mã A23 kèm mã kèm số cho em nhá. Rồi lên cho mấy chị một con váy đinh cho em ha, một con váy đinh cho em nha mấy chị. Con này dành chị yêu nào 53kg với đầu là vừa cho em ha. 53kg với đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con váy này dạng kẻ vai cho em ha. Con váy này dạng kẻ vai cho em nha mấy chị. Lên cho em mã váy 39k thôi mấy chị. Lên cho em mã váy ha, váy 39k lên cho em mã váy. Váy 39k lên cho em mã váy này. Váy 39k lên cho em mã váy. Váy 39k. Váy 39k cho em mấy chị ha. Váy 39k cho em nè. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi cho em nha. Một con yếm đùi cho em nha mấy chị. Một con yếm này dạng cổ yếm cho em nè mấy chị. Con này dạng cổ yếm cho em ha. Con này cổ yếm nha mấy chị ơi. Con này cổ yếm nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị.
con yếm cổ vậy, cổ yếm ha, con yếm cổ yếm kìa, con yếm cổ yếm. Rồi lên cho em mã. Lên cho em mã A55 mà xả cho mấy chị 39k thôi, 39k lên cho em mã A55 39k cho em nè mấy chị. Dành cho chị yếu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã A55 A55 39k. Ừ, có thể nào được. Dạ thiết kế cho con đó rồi. Rồi lên cho chị này, con này dành cho chị nào cỡ tầm 45-53kg mắc vừa cho em nào. 45-53kg mắc vừa nha, A581 cho em ạ. 45-53kg mắc vừa, A581 cho em ạ, chốt cho em A581 cái chỗ. 45-53kg mắc vừa, A581 cho em ạ. Chốt cho em A581-39k, A581 nha, A581-39 đấy. Lên cho em A581 nha, 39k, A581 cho em này. A581-39k, 39k, A581 cái chỗ. 581-39k kèm mã kèm số cho em ạ, 581 cái cho. Rồi lên cho chị một con yếm size to mặc vừa cho em nào. Không chị Lan Trần ơi, không nha. Rồi lên cho chị con này size to mặc vừa cho em nào các chị ơi. 55-60kg mặc vừa cho em nào. 55-60kg mặc vừa lên trên mặt to. 55-60kg mặc vừa lên trên mặt to này. To và kèm luôn số cho em ạ, 59k chốt cho em ạ to. 55-60kg mặc vừa. Rồi váy 39k Thủy Minh Nguyễn này, chốt thủ đơn cho em ạ. Rồi 55-60kg mặc vừa lên trên mặt to 39k. 39k chốt cho em ạ to này. To 39k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con hiếm dài x3, một con hiếm x dài đẹp này. Con này rất đẹp cho em mấy chị ơi, con này rất siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị. Rồi con này dân chị yêu nè, 48kg bắt đầu là vừa cho em ha. 48kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A01. Lên cho em mã A01 49k thôi mấy chị ha. A01 49k cho em nè. A01 49k cho em ha. A01 49k cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A01 ha. Một con siêu đẹp siêu mới này cho em luôn nha mấy chị. Lên cho em mã A01. Rồi lên cho chị một con yếm siêu đẹp nè. Có thể bị lắm này. Về cái chị giặt cho em. Lên trên mạng tặng nha mọi người. Tặng cho chị nào chia sẻ bài nhá. Lên trên mạng tặng. Tặng kèm hôn số trên mạng, chốt trên mạng tặng các chị ơi. Lên trên mạng tặng. Rồi. Rồi lên cho chị đây một con xanh đen này các chị này. Lên cho chị một con xanh đen. Rồi con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa trên nào. 50-55kg mắc vừa nha. Rồi xả các anh chị vừa giả 49k, 50-55kg mắc vừa. Tay 50-55kg mắc vừa trên nào. Rồi A33. Rồi 50-55kg mắc vừa trên nào. 50-55kg mắc vừa nha mọi người. 50-55kg mắc vừa nha. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa lên trên mã vầy trên nào. Lên trên mã vầy 49k, chốt trên mã vầy 50-55kg mắc vừa lên trên mã vầy đấy. Rồi lên trên mã váy 49k chốt trên mã váy này, váy 49 này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm váy cho em mấy chị ha, một con yếm váy cho em nè mấy chị. Con này dành cho chị yêu này 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. Rồi xả cho mấy chị 39k thôi. 39k lên trên mã yếm váy ha. Yếm váy 39k cho em mấy chị ha. Yếm váy 39k cho em nè. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên trên mã yếm váy. Rồi, lên cho chị đây một con dáng suông cho này. Lên cho chị một con dáng suông các chị ơi. Con này dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa lên trên mã suông. 50-55kg mắc vừa lên trên mã suông. Suông kèm luôn số cho em nào. Chốt trên mã suông 39k, chốt trên mã suông. Nguyễn Duyên chốt hàng A33 lên số cho em nào. Rồi, lên tiếp cho mấy chị một con yếm váy cho em này mấy chị ơi. Một con yếm váy cho em này mấy chị. A33 rồi lên cho mấy chị một con yếm váy cho em này ha. Con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Con này siêu mới cho em luôn ha. Siêu mới siêu đẹp cho mấy chị luôn ha. Siêu mới siêu đẹp cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mã A413 ha. Lên cho em mã A413 này. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A413. Xả cho mấy chị 49k ha. Xả cho mấy chị 49k lên cho em mã A413. A413 49k cho em ha. Rồi, mà xuông em hết rồi, chị thay nhí võ đây. Con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa cho em nào. 40-48kg mắc vừa nha mọi người. Rồi 413 Kim Hoàng Đinh. 413 Kim Hoàng Đinh cho em lại số nha chị đẹp. Tại vì lâu rồi chị không mua nè. 40-48kg mắc vừa cho em nào. 40-48kg mắc vừa.
40 từ 48 ký mắc vừa nhá. 40 48 ký mắc vừa 59k cho em nào. 40 48 ký mắc vừa 59k lên cho em A580. 59k chốt cho em A580 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi cho em mấy chị yêu ha. Một con yếm đùi cho em nè mấy chị. Một con yếm đùi cho em ha. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40 tốn 8 ký bắt đầu là vừa cho em thôi. Ok chị Kim Hoàng Linh này, 40 tốn 8 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã A412 ha, lên cho em mã A412 xả cho mấy chị 39k thôi. 39k lên cho em mã A412 ở đâu ra mấy chị mua một cái yếm. Một cái yếm mà chỉ có 39k ha. Lên cho em mã A412 nè. A412 39k cho em ha. 48 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Rồi con này size to mặc vừa cho em nào mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn cho em bản chất luôn nha mọi người. Ống suông nha mọi người. Đây, dành cho chị nào cỡ tầm 55 tới 60 kg, 50 58 kg mắc vừa cho em nào. 55 tới 60 kg mắc vừa luôn cho em. 55 tới 60 kg mắc vừa nha mọi người. 55 tới 60 kg mắc vừa. 412 hả? Có 412 không? 412 cho chị Quỳnh Ngân mọi người dàn cho em từ hai sản phẩm đổ lên em gửi đơn cho mình nhá. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 55 tới 60 kg mắc vừa lên trên mã to. 55 tới 60 kg mắc vừa lên trên mã to kèm mã kèm số trên mã 69k lên trên mã to này. To 69k 580 Thủy Minh Nguyễn dồn đơn. Rồi em còn mã to 69. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi cho em mấy chị ơi, một con yếm đùi cho em nè mấy chị. Rồi con yếm này gài nút cho em mấy chị ơi, con yếm này gài nút cho em này. Con này dành cho chị ơi nè, 48 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48 ký bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã A414. Lên cho em mã A414 rồi xả cho mấy chị 49k thôi. 49k lên cho em mã A414 nè. Một con màu siêu đẹp cho em đúng mấy chị ha. Một con màu siêu đẹp siêu mới cho em nè. Lên cho em mã A414 và A414 49k lên cho em mã A414. Rồi lên cho chị con này size to mặc vừa. Con này là theo cho em nha mọi người ơi. Con này theo rất là đẹp luôn cho em như này nha. Rồi cho chị nào có tầm 50-55kg mặc vừa. Rồi 50-55kg mặc vừa lên trên mặt yếm theo. Lên trên mặt theo 50-55kg mặc vừa lên trên mặt theo kèm luôn số cho em nào. 50-55kg mặc vừa lên trên mặt theo 79k cho em. 79k lên trên mặt theo. Theo 79k kèm mã kèm số cho em mà. Chốt trên mặt theo. Theo 79 nè. Theo 79 cái cho lên trên mặt theo. Theo 79k kèm mã kèm số cho em nha. Rồi lên cho mấy chị một con yếm dài này, một con yếm dài màu sáng cho em mấy chị ơi, một con yếm dài màu sáng cho em này. Rồi một con yếm dài màu sáng cho em nha mấy chị ơi, con này dành cho chị nào 48 ký bắt đầu là vừa cho em nè. 48 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ơi, 48 ký bắt đầu là vừa cho em nè, con này màu siêu sáng cho em ha. Rồi lên cho em mã A291, A291 49k thôi mấy chị ơi, A291 49k cho em nè. A291 49k ha, 48 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48 ký bắt đầu là vừa lên cho em mã A291 ha, A291 49k nè. Rồi mà theo chị Hồng Thơm, mà theo chị Hồng Thơm này. Theo 79k Hồng Thơm. Rồi, con này size nhỏ cho em tầm 40 này. Đây size nhỏ đây chị Quỳnh Ngân ơi. Đây này. Cái này size nhỏ này. Tầm 40 tới 45 kg mắc vừa cho em nào các chị ơi. 40 45 kg mắc vừa cho em nào. 40 45 kg mắc vừa. Rồi 40 45 kg mắc vừa cho em ạ. Chốt cho em nhỏ 59k. 40 45 kg mắc vừa chốt cho em nhỏ nhá. 40 45 kg mắc vừa. Lên cho em nhỏ đây. 40 45 kg mắc vừa. 412, 412 hết rồi. Con này dành cho chị nào cỡ tầm 40 45 kg mắc vừa lên cho em nhỏ này. 59k cho em nào. 59k lên cho em nhỏ nhá. Nhỏ 59k kèm số cho em ạ. Chốt cho em nhỏ này. Nhỏ 59k. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi thì mấy chị ơi, một con yếm đùi cho em nè mấy chị. Ai dù. Rồi con này dành cho chị nào 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Con này màu siêu đẹp cho em luôn mấy chị ha. Con này màu siêu đẹp siêu mới cho em luôn này. Lên cho em mã A217. A217 39k cho em nha mấy chị. Lên cho em mã A217 39k cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A217. A217 39k cho em. Một con siêu đẹp siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Lên cho em mã A217. Rồi mã to này. Mã to kìa, mã to chị Lan Trần. Mã to 69k chị Lan Trần. Chị Yếm ạ, chị Yếm to. Ừ. Lan. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 50
50 tới 58 ký mắc vừa cho em ạ. 50 tới 58 ký mắc vừa cho em ạ. Rồi đây 50 tới 58 ký mắc vừa cho em nào các cháu ơi, 50 tới 58 ký mắc vừa. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 58 ký mắc vừa. 59k lên cho em ạ, A56. 59k chốt cho em ạ, A56. 50 tới 58 ký mắc vừa. 59k lên cho em ạ, A56 các cháu ơi. A56 59k. 50 tới 58 ký mắc vừa. Lên cho em ạ, A56 đây, A56 và kèm luôn số cho em ạ, 59k chốt cho em ạ, A56 này. A56 các cháu ơi, 59k A56 này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi siêu đẹp mà cho em mấy chị ha, một con yếm đùi siêu đẹp cho em là mấy chị con này dành chịu nào 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha, 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã. Lên cho em mã A408 39k thôi mấy chị, A408 ha. A408 49 39k lên cho em mã A408 ha. 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha, 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A408. A408 39k cho em ha, siêu đẹp cho em nha mấy chị, lên cho em mã A408. Rồi lên cho chị ống suông này các chị ơi, lên cho chị một con ống suông đẹp nha mọi người nè. Con này dành cho chị nào cỡ tầm 40. 40 từ 48 ký mắc vừa cho em nào. 40 từ 48 ký mắc vừa nha. 40 48 ký mắc vừa 59k cho em. 40 48 ký mắc vừa 59k A529. Rồi 59k lên cho em A529 cho em ạ. A529 này. 59k chốt cho em A529. Dành cho chị nào tầm 40 từ 48 ký mắc vừa A529 cho em ạ. 59k chốt cho em A529. A529 kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên cho em ạ A529. Rồi con này 59k lên cho em ạ A529 kèm mã kèm số cho em ạ. 59k A529 nha. Rồi lên cho mấy chị một con vải cho em nè mấy chị ha, một con vải cho em nè mấy chị. Rồi một con vải cho em nha mấy chị, con này dành cho chị nào 53 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 53 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, lên cho em mã yếm váy. Lên cho em mã yếm váy 39k ha, lên cho em mã yếm váy 39k cho em nè. Yếm váy 39k cho em nha mấy chị, 53 kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. 53 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã yếm váy ha, yếm váy 39k. Rồi con này như kiểu 408 này, 408 chị Nguyễn Lan này, chốt đủ đơn từ 2 chiếc đổ lên nha mọi người ơi. Ship từ 2 chiếc đổ lên nha. 408. Rồi ship từ 2 chiếc đổ lên nha các chị ơi. Rồi lên. Con này chị nào mà cao cao 1m6 đổ lên là mặc quá là đẹp luôn con này cho em này các chị ơi. Đây có cái dây này. Có cái dây cột này. Rồi em váy thay ý vỡ rồi. Rồi đây con này dành cho chị nào có tầm 48 tới 53 kg mắc vừa cho em nào. Rồi con này dành cho chị nào 48 53 kg mắc vừa ống suông cho em ạ, 48 tới 53 kg mắc vừa. 529 khuyên nguyên chốt hàng lên số cho em chị ơi. Chị nào có tầm từ 48 đấy, 48 tới 53 kg mắc vừa cho em ạ, 48 53 kg mắc vừa. 49k lên cho em ạ, A60. A60 49k A60 kèm mã kèm số cho em ạ, A60. 49k A60, 49k chốt cho em ạ A60 này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm dài, mấy chị yêu một con yếm dài rách cho em nè mấy chị. Chị nào mà thích rách thì hốt cho em ha, cực kỳ rách cho em ha. Rách siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị, lên cho em ạ. Lên cho em ạ, 537 dành cho chị yêu nào, 52 kiểu bắt đầu là vừa cho em. 52 kiểu bắt đầu là vừa cho em con này nha mấy chị, lên cho em ạ A537. A537 49k thôi mấy chị, 49k lên cho em ạ A537 ha. A537 49k siêu mới siêu đẹp cho em không mấy chị ơi, siêu đẹp siêu mới cho em con này, lên cho em ạ A537. A537 49k. Quyền Nguyễn chốt hàng lên số cho em chị nào. Con này dành cho chị nào tầm 40 từ 48 ký mắc vừa cho em nào. Dành cho chị nào tầm 40. Rồi 40 từ 48 ký mắc vừa cho em ạ. 39k A417. 39k chốt cho em A417 này. 39k lên cho em A417 nhá. Rồi A417 39k A417 này. Tầm 40 từ 48 ký mắc vừa cho em nào. Dành cho chị nào 40 48 ký mắc vừa lên cho em A417 này. Rồi A417 39k A417 cho em. A417 39k này. Rồi lên cho mấy chị một con màu sáng siêu đẹp cho em nha mấy chị ơi, một con sáng siêu đẹp cho em nè mấy chị. 417 kim hoàng đinh rồi. Rồi
rồi một con siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị ơi, một con siêu đẹp cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu này, 40 từ 48 kg đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40 từ 48 kg đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã. Lên cho em mã. À 294 rồi, lên cho em mã 294 49k thôi mấy chị ha. Con này màu cực kỳ mới cho em luôn ha. Con này màu cực kỳ mới cho em, lên cho em mã 294 ha, 294 59k ha. A 294 59k cho em mấy chị ha. A 294 59k nè. Rồi 580, còn 580 không? 537 còn không? Còn 537 đây cho chị Thủy My Nguyễn rồi. 580 không còn đấy, không có 580 nha. Rồi lên cho chị một con yếm quần 50-55kg mắc vừa nha. 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa 39k các chỗ. 50-55kg mắc vừa, 50-55kg mắc vừa 39k A78, 39k chốt cho em A78 nha. 39k lên cho em mã A78, A78 39k, 39k A78. Rồi lên cho em A78 nhé, A78 nha mọi người nhá, A78 này 39k A78 cho em, 39k lên cho em A78 dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa, 39k A78, 39k chốt cho em A78 nhá. A78 39k kèm mã kèm số kèm mã A78 39k. Dành cho chị nào tầm 50-55kg mắc vừa. A78 39k A78 cho em ạ. A78 39.000. A78 39, A78 39. Quần ống rộng không chị này? Em đang lai yếm mà. A78 thi tuyết chốt đủ, chốt đủ đơn cho em nè. Thi tuyết chốt đủ đơn cho em nha. Rồi. Đây một con yếm dài ống suông cho em này. Yếm dài ống suông nha mọi người này. Rồi 50 tới 5 không, cái này cỡ tầm 55-58 ký mắc vừa cho em nào. 55 tới 58 ký mắc vừa, lên trên mã to. 55-58 ký mắc vừa, 59k chốt trên mã to. To 59k, 55 tới 58 ký mắc vừa. 55-58 ký mắc vừa, lên trên mã to. 55-58 ký mắc vừa, lên trên mã to này, chốt trên mã to. 59k chốt trên mã to. To 59. Rồi lên cho mấy chị một con quần ống rộng cho em mấy chị ha, một con quần ống rộng cho em nè mấy chị. Con này dành cho chị yêu này 48 kg đầu là vừa cho em mấy chị ha. 48 kg đầu là vừa, lên cho em mã quần ha. Xịt ba môi. Lên cho em mã quần là xả cho mấy chị 49k ha. 49k lên cho em mã quần mấy chị ha. 49k lên cho em mã quần là 48 kg đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48 kg đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã quần ha. Lên cho em mã quần nè. Quần 49k lên cho em mã quần ha. Em còn mã quần nha. Em còn mã quần, chị nào lấy comment cho chị mã quần này. Rồi con này size to mặc vừa cho em nào các chị này. Con này size to mặc vừa, 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa, 55-60kg mặc vừa. Đây là 49. 55-60kg mặc vừa, lên trên mã A60. 55-60kg mặc vừa, 55-60kg mặc vừa, 49k A60. 49k lên trên mã A60. 49k chốt trên mã A60. 55-60kg mặc vừa, 49k A60 cho em nào. A60 49k chốt trên mã A60 kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã A60 nè. Rồi lên cho mấy chị một con form bơm siêu đẹp cho mấy chị ha, một con form bơm siêu đẹp cho em nè mấy chị. Con này vải co giãn tốt cho em nha mấy chị, vải co giãn tốt cho em nè. Rồi con này dành cho chị nè, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị, con này vải co giãn siêu tốt cho em luôn ha. Rồi lên cho em mã A559 thôi, lên cho em mã A559 59k. A559 59k cho em mấy chị ha. A559 59k cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. Con này siêu mới siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị, form ôm cho em ha. Lên cho em mã A559 nè, A559 59k. Rồi lên cho chị một con theo rất là đẹp luôn này. Từ nãy giờ có hai con theo thôi này. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi lên cho chị theo này. Quá là đẹp luôn nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 50-58kg mắc vừa, lên trên mã theo. 50-58kg mắc vừa, 79k chốt trên mã theo. Theo 79k kèm mã kèm số trên mã. 50-58kg mắc vừa, lên trên mã theo này. Rồi 50-58kg mắc vừa, lên trên mã theo trên mã. Theo 79k nhá. Theo 79k kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã theo. Dành cho chị nào tầm 50-58kg mắc vừa, lên trên mã theo này. Theo 79k, theo 79k kèm mã kèm số trên mã. Rồi 50-58kg mắc vừa, lên trên mã theo. Theo 79k, theo 79k kèm mã kèm số cho em mà chốt cho em mà theo, theo 79 đấy. Rồi lên cho mấy chị một con yếm váy này. Một con yếm váy này cho em mấy chị hoa, con này size to cho em nha mấy chị. 55kg bắt đầu là vừa cho em con này ha.
55kg bắt đầu là vừa con này cho em nha chị, 39k thôi, lên cho em mã A10 ha. A10 39k lên cho em mã A10 nè mấy chị. A10 39k cho em ha. A10 39k 55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A10, A10 39k. Rồi con này xem cho chị nào cỡ tầm 40 tới 48 kg mắc vừa cho em này, yếm quần nha các cháu, 40 tới 48 kg mắc vừa. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 tới 48 kg mắc vừa cho em nào, 40 tới 48 kg mắc vừa. 39k A142 40 48 kg mắc vừa. 39k A142 40 48 kg mắc vừa. 39k cho chị em A142, A142 39k. 39k A142 kèm mã kèm số cho em ạ, A142 39 này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm quần kem mấy chị ha, một con yếm quần kem nè mấy chị. Rồi con này size nhỏ cho em ha, con này size nhỏ cho em 48kg đó là vừa cho em nha mấy chị. 48kg đó là vừa cho em con này ha, một con siêu đẹp cho em luôn ha, một con siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị ha. Một con siêu đẹp cho em luôn nè. Cực kỳ đẹp cho em luôn ha, lên cho em mã A04. Lên cho em mã A04 39k ha, A04 39k cho em nè mấy chị ha, A04 39k nè. A04 39k cho em ha, A04 39k cho em nè. 48kg bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã A04. 142 Quỳnh Thiết cho hàng lên số cho em nè. Rồi 142 chốt hàng lên số cho em nè. 142 chốt hàng lên số cho em nè. 142 chốt chị Thủy Minh Nguyễn đi ạ. 142 chốt chị Thủy Minh Nguyễn này. Chị nào mà không lên số là em bỏ qua. Chị nào không lên số em bỏ qua lần. Rồi đây 142 Thủy Minh Nguyễn rồi. 40 này, 40 từ 48 kg mắc vừa cho em nha mấy chị ơi. 40 48 kg mắc vừa. 40 48 kg mắc vừa 49k A132. A132. Cho 49k A132 40 48 kg mắc vừa A132 49k. 49k A132, A132 49k. A132 49k 40 48 kg mắc vừa A132 49.000. 49.000 A132 142 em hết rồi. Chị Minh Nguyễn à. Rồi lên cho mấy chị một con yếm dài cho em nè mấy chị ha. Một con yếm dài cho em nè, con này dành cho chị nào 50kg bắt đầu là vừa cho em. 50kg bắt đầu là vừa cho em nhắm chạm. Một con màu siêu mới cho em luôn ha. Một con màu siêu mới cho em, lên cho em mã A522. Lên cho em mã A522 xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã A522. A522 59k cho em nè. A522 59k cho em. 50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A522. Đi không? Rồi con này size to mặc vừa. Rồi. Có ăn. Phải lên. Rồi xong, bé rồi. Rồi xong. Rồi. 142 em hết rồi. Rồi con này size to mặc vừa cho em nào. Rồi con này size to mặc vừa biết trời, 55 tới 60 kg mặc vừa. 55 tới 60 kg mặc vừa. 55 tới 60 kg mặc vừa A137 cho em nào. Lên cho em A137 39k A137. A137. Bị bả đâu ngu gì mà. A137 nha các cháu, A137 nha, A137 và kèm luôn số cho em ạ, A137 nha các cháu. 55 tới 60 kg mắc vừa A137 này, A137 39k cho em ạ. 39k A137 các cháu, A137 39k kèm mã kèm số cho em ạ, A137 các cháu. 137 39k. Rồi lên, lên cho mấy chị một con yếm quần đen cho em mấy chị yêu hoa một 137 thanh y võ, cái gì như các chị thích đùi hay sao, các chị thích đùi. Không thì các chị lấy kia dài nè, về các chị cắt ra đùi nè. Cắt ngắn là, cắt ngắn lên tay đẹp hơn các chị ạ. Rồi con này, con này dành cho chị yêu nào. 48kg nào là vừa cho em, một con đen duy nhất cho em nha mấy chị. Một con đen duy nhất cho em, lên cho em mà đen 39k ha. Lên cho em mà đen nè mấy chị hoa, lên cho em mà đen, đen 39k cho em nè, đen 39k cho em ha. 48kg nào là vừa cho em ha, 48kg nào là vừa, lên cho em mã đen. Một con đen duy nhất cho em thôi nha mấy chị ho, lên cho em mã đen nè. 39k lên cho em mã đen. Rồi 142 hết lâu rồi chị ơi. Rồi lên cho chị con này nó hơi bị lấm nha mọi người nha. Lên trên mạng lấm này xả luôn các chị, 39k chốt trên mạng lấm này. 50 tới 55kg mắc vừa, lên trên mạng lấm cho em nào. 50 Quỳnh Ngân mã đen.
50 tới 55 ký mắc vừa, 50 tới 55 ký mắc vừa lên trên mã lầm cho em. Con này chốt trên mã lầm lên 39k. 39k lên trên mã lầm nhá. Lầm 39k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên mã lầm này, lầm 39 này. Chúng luôn hỏng cái cảnh sân viên. Ông là cái cảnh sân viên. Cái gì vậy? Thế nói rồi lên cho mấy chị một con yếm dài cho em này mấy chị đúng không? Một con yếm dài cho em này mấy chị. Kéo xuống. Nhận. Quần thiết đi các bác. Rồi một con yếm dài cho em mấy chị hoa, một con đen đẹp cho em mấy chị. Một con siêu đẹp lại cho em mấy chị hoa, một con siêu đẹp cho em luôn nè. Con này dành cho chị nào 52 kiểu nào là vừa cho em. 52 kiểu nào là vừa cho em nha mấy chị, một con siêu bụi cho em đúng không? Một con cực kỳ bụi cho em, lên cho em mã bụi ha. Lên cho em mã bụi sẽ cho mấy chị 59k, 59k lên cho em mã bụi nè. 52 kiểu nào là vừa cho em nha mấy chị. 52 kiểu nào là vừa lên cho em mã bụi siêu đẹp cho em đúng không? Lên cho em mã bụi nè. Bụi 59k lên cho em mã bụi. Đây này mấy rồi. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa cho em nè. Công nhận mặc cái này nó mát thiệt cái chứ. 50 tới 55 ký mắc vừa nha mấy chị ơi, 50 tới 55 ký mắc vừa nha mọi người này. 50 55 ký mắc vừa A242 chi mạng 50 tới 55 ký mắc vừa A242. 39k A242. 50 tới 55 ký mắc vừa A242 chi mạng 39k chốt cho em A242. 50 tới 55 ký mắc vừa 39k A242. A242 39k kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em A242. Chị chốt được cái áo dài mà không thấy thử cho chị à. Lâu rồi đó em. Quỳnh Ngân chị. Nếu mà chị có đơn thì bên em gọi chị cho chị nhé. Rồi lên cho mấy chị một con váy mét, một con quần ống rộng cho em này mấy chị ha, một con quần ống rộng cho em này. Rồi một con ống rộng cho em nha mấy chị ha, một con ống rộng cho em nè. Rồi con này dành chị nào 55 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha, 50 55 kiểu bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 50 55 kiểu bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị, 59k lên cho em mã A00 59k ha, A00 59k cho em nè. 50 tới 55 kiểu bắt đầu là vừa, wow, lên cho em mã A55 ha, 69k siêu mới cho em luôn nha mấy chị. 69k ha, 69k siêu mới siêu đẹp. Xin chị Quyên Nguyễn từ nãy giờ chị chốt hai mã đó. Chị chốt hai mã mà chị không lên số thì biết gọi cho ai chị. Lên trên mã A00 hả? Chẳng khi nào bị điên à. Rồi con này chị nào tầm 48 tới 53 kg mặc vừa cho em nào. 48 tới 53 kg mặc vừa lên trên mã quần. 48 tới 53 kg mặc vừa lên trên mã quần. Con này cho em mã xả luôn 39k chốt trên mã quần. Quần 39k dành cho chị nào tầm 48 tới 53 kg mặc vừa. Lên trên mã quần nhá. Quần 39k. Quần 39k kèm mã kèm số cho em mà chốt trên mã quần 39k cho em nào. Quần 39k kèm số cho em nhá. Quần 39 các cháu lên trên mã quần, quần 39k kèm mã kèm số trên ạ. Rồi lên cho mấy chị một con yếm cho em nè mấy chị ha, một con yếm cho em nè mấy chị. Rồi con này size to cho em nha mấy chị ơi, con này size to cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 55 kiểu bắt đầu là vừa cho em ha, 55 kiểu bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 55 kiểu bắt đầu là vừa cho em là dạng quần ống suông cho em ha. Dạng quần ống suông lên cho em mã suông xả cho mấy chị 59k. 59k lên cho em mã suông, lên cho em mã suông ha, suông 59k lên cho em mã suông nè. Suông 59k cho em ha, 55 kiểu bắt đầu là vừa lên cho em mã suông. Suông 59k kèm mã kèm số các cháu lên cho em mã suông nhá. Rồi lên cho chị một con chân dài miên man này. Trời ơi cái này chân dài này bé này. Chân dài rất là miên man luôn. Quần 39k Nguyễn Duyên rồi. Quần chị Nguyễn Duyên bạn cũng nãy hả? Còn lại cái gì? 39 Duyên. Rồi con này chị nào cao 1m6 đổ lên là mặc rất là đẹp luôn cho em nào. 50 tới 55 ký mặc vừa cho em nào. 50 tới 55 ký mặc vừa lên trên mã dài con này cho em nào. 50 tới 55 ký mặc vừa lên trên mã dài ha. 50 tới 55 ký mặc vừa 59k chốt trên mã dài. Dài và kèm luôn số cho em nhây hầy. Nhây hầy. Rồi dài này dài 59k kèm luôn số cho em mà chốt trên mã dài. Dài 59 đấy, dài 59. Trời ơi mấy cái yếm dài mà đẹp 59k các chị ông chốt thật trời. Em là em cực kỳ thích, em mua mấy cái quần dài xong rồi em cắt quần ngắn. Chứ em biết khi mua quần ngắn. Cái mua qua như quần đêm dài ở nhà là về cắt ngắn hết rồi.
Hàng chi thấy toàn mày mặc con đùi không? Con đùi mà toàn con đùi cắt, tự cắt không ấy chứ. Rồi lên cho mấy chị một con năm. Con này dành chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ơi, 50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mà A533 ha, lên cho em mà A533 này, A533 xả cho mấy chị 59k chị một con. Chị có nghe tiếng em nói không chị Khuyên Nguyên? Một con siêu đẹp siêu mới cho em mấy chị yêu ha, một con siêu đẹp siêu mới cho em luôn này, lên cho em mà A533. A533 59k cho em mà A533 59k cho em này mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mà A533. Rồi lên cho chị một con size cực kỳ to cho em là 60-65kg mắc vừa, lên trên mà to. 60-65kg mắc vừa, lên trên mà to. Khuyên Nguyên giờ được mỗi mã dài thôi. Dài 69. Chốt hè mà không bao giờ lên số biết được đâu mà gọi. Thiệt tình luôn á. Ừ. Mã quần hết rồi. Lên số mấy lần ở chợ? Ở đây 6 mấy coi có thấy chị lên đâu. Rồi con này dành cho chị nào 60-65kg mắc vừa trên nào, 60-65kg mắc vừa nha mọi người. 60-65kg mắc vừa A108 trên ạ. 60-65kg mắc vừa lên trên mà A108 các cháu. A108 xả con này cho chị với giá 59k. A108 533 cho chị Yến Diệp nhá. Rồi con này lên trên mà 108 59k mà 108 trên 108 59k lên trên mà 108 59k mà kèm luôn số trên mà. Hả? Rồi lên cho chị một con yếm váy ra, à yếm váy kia này, yếm váy rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Yếm váy đẹp kia này. Rồi đây con này dành cho chị nào cỡ tầm này, dành cho chị nào cỡ tầm. Rồi lên cho chị một con yếm đẹp nha mọi người, con này dành cho chị nào cỡ tầm 48-53kg nó mặc vừa cho em nè. 48-53kg mắc vừa nha mọi người, 48-53kg mắc vừa. 48-53kg mắc vừa A214, 48-53kg mắc vừa. A214 cho em, 48-53kg nó mặc vừa. A214 nha mọi người. A214 39k, A214 cho em. 214 39k. 39k 214 này, 214 39k này. 214 39k, 214 39k kèm mã kèm số cái chợ. 214 này. 39k lên cho em 214 nhá. 214 39k kèm mã kèm số cho em 214 này. 214 39k kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị đây một con đầm nha mọi người. Xả luôn con đây các chị với giá 39k lên cho em ạ đầm. 45-50kg mắc vừa, lên trên mặt đầm, chốt trên mặt đầm và kém lô số cho em ạ. Lên một mặt kìa. Rồi lên cho mấy chị một con cho bé mấy chị ho, một con cho bé cho em nè mấy chị. 20-25kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 20-25kg bắt đầu là vừa, lên trên mặt bé ha. 39k thôi mấy chị, 39k lên trên mặt bé ha. Bé 39k lên trên mặt bé ha, bé 39k cho em nè. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi siêu đẹp cho em nè mấy chị ho, một con yếm đùi siêu đẹp cho em nè mấy chị. Rồi con này size nhỏ cho em mấy chị ha, con này size nhỏ cho em nè mấy chị, con này size nhỏ cho em ha. A214 còn rồi. Chị Khuyên Nguyễn ơi, nãy giờ rồi, chị... rồi, có rồi hả? Rồi lên cho em, rồi A214 cho chị Khuyên Nguyễn nè. Rồi con này size nhỏ cho em mấy chị ha, con này size nhỏ cho em nè, con này dành cho chị yêu nè. 40-45kg bắt đầu là vừa cho em ha, 40-45kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Lên cho em lên trên mã nhỏ ha, 39k thôi mấy chị, 39k lên trên mã nhỏ ha. Lên trên mã nhỏ này nhỏ 39k cho em ha. 40-45kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40-45kg bắt đầu là vừa, lên trên mã nhỏ ha. Lên trên mã nhỏ nhỏ 39k. Rồi. Đây, con này cực kỳ mát, chị nào mà thích mát này. Đây 40-45kg mắc vừa trên nè, 40-45kg mắc vừa nha mọi người này, 40-45kg mắc vừa. Mã bé chị sao băng. 40-45kg mắc vừa trên là 39k, chốt trên A195, 39k A195. 40-45kg mắc vừa, A195 trên nè. 40-45kg mắc vừa, lên trên A195. Giờ 39.000 chốt trên A195, A195 39k này. A195 39k kèm mã kèm số trên nè. Sao nhỏ là cái gì? Cái nào bé? Cái gì cái gì ta đọc của người khác mà bé. Mạ bé của chị sao băng mà. Cái đó mạ bé nhỏ. Con nhỏ hả? Còn mạ bé là cái nào? Vậy là mạ bé là cái nào? Mạ bé chốt rồi. Mạ bé chốt rồi. Sao không nói? Rồi mà size nhỏ chị Jenny Nguyễn này, size nhỏ chị Jenny Nguyễn.
bà chốt cho người ta rồi, tôi biết tôi đọc quá nó là sai nhỏ khác mà rõ ràng là mẹ bí khác rồi. Ừ, của sao băng thì đặt nãy đọc của sao băng chốt chưa? Thì đã chốt rồi chứ không nói cái gì. Không. Rồi. Mà nhỏ chị Jenny Nguyễn này chốt đủ đơn nha mọi người ơi, chốt cho em tới 2 chiếc mà. Chị một con váy cho em mấy chị Hoa, một con váy cho em nè mấy chị. Rồi con này dành chị yêu này 40 tuấn 8 chứ bắt đầu là vừa cho em Hoa, 40 tuấn 8 chứ bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị, 39k thôi. 39k thôi cho em mấy chị Hoa. Chưa bấm phê luôn mấy chị. Con này còn mới 100% cho em luôn mấy chị Hoa, còn mới 100% cho em luôn nè. Tại vì cái hàng khuy của nó chưa bấm cho em nha chị, hàng khuy tre chưa bấm cho em mà lên cho em mã mới ha. Lên cho em mã mới mới 49k hoa bột mới 49k lên cho em mã mới 49k nè. 48 tiếng bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 48 tiếng bắt đầu là vừa lên cho em mã mới. Mới 49k lên cho em mã mới ha. Ôi giời ơi. Khổ. Rồi chị 2 chiếc rồi chị nè. Đây con này size cực kỳ nhỏ luôn. Đây chắc chị nào tầm 40 tới 43 kg mắc vừa thôi mấy chị ơi. Đây chị nào 40 kg đây hốt này. 40 tới 43 kg mắc vừa này, 40 tới 43 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 43 kg mắc vừa cho em nào. 40 tới 43 kg mắc vừa. 40 tới 43 kg mắc vừa A584, 40 tới 43 kg mắc vừa A584 cho em ạ. A584 cái trời 59k A584, 40 tới 43 kg mắc vừa A584. Lên trên mã A584, chốt trên mã A584 kèm mã kèm số trên mã A584. Rồi một con yếm vẫy cho em nè mấy chị Hoa, một con yếm vẫy cho em nè, lên cho mấy chị một con yếm vẫy ha. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40 tốn 8 chứ bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 40 tốn 8 chứ bắt đầu là vừa lên cho em mã A401 ha. Lên cho em mã A401 xả cho mấy chị 49k ha, 49k lên cho em mã A401 nè. A401 49k cho em ha, A401 49k cho em nè mấy chị. 584 trên đi Nguyễn này, lên cho em mã A401 ha. 48 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 49k ha. 584 trên đi Nguyễn. Rất là mới cho chị trên đi Nguyễn. Một con siêu bụi này các chị này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50 tới 58 kg mắc vừa cho em nào. 50 tới 58 kg mắc vừa, một con rất là bụi và đẹp cho em nào. 50 tới 58 kg mắc vừa nha mấy chị ơi, 50 tới 58 kg mắc vừa nha. 50 58 kg mắc vừa lên cho em A228 cho em ạ. Rồi 50 58 kg mắc vừa, A228 cho em ạ, 59k A228. A228 59k. 59k A228 kèm mã kèm số cho em ạ. 50 tới 58 kg mắc vừa nha. 50 tới 58 kg mắc vừa, A228 cho em ạ. Rồi 59k cho em A228, A228 59k kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con dài đẹp này mấy chị ơi, một con dài đẹp cho em nè mấy chị. Một con quần ống suông cho em ha, một con quần ống suông cho em mấy chị ha. Rồi con này phía trước nó bị lắm, lên cho em mà lắm mà xài cho mấy chị 49k ha, 49k lên cho em mà lắm, lắm 49k cho em nè mấy chị. Nó hơi bị lắm phía trước thôi, về mấy chị giặt ra ha. Rồi lên cho em mà lắm này, con này dành cho chị yêu nào 40. Con này dành cho chị yêu nào 50 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em, mà dạng quần ống suông cho em mấy chị ha, dạng quần ống suông siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị. Dạng quần ống suông siêu đẹp cho em luôn ha, lên cho em mà lắm, lắm 49k ha. Lắm 49k lên cho em mà lắm, lắm 49k cho em nè ha. Lắm 49k. Rồi. 282, 228 hả? 228 này cho chị Trần gái giùm đơn, 228 chị Trần gái giùm đơn này. 228 chị Trần gái. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 48 kg mắc vừa trên ạ. À. Rồi, mã lắm chị Thi Tuyết, mã lắm nào. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40 từ 48 kg mắc vừa, 45 48 kg mắc vừa. Ừ, Thi Tuyết có đây rồi. Rồi lên cho em A537 39k A537 cho em ạ. A537 228 hết rồi. Trời ơi đau quá. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm đẹp nè mấy chị ha, một con yếm đẹp cho em nha mấy chị. Mấy chị về thâu cái dây bớt lên cho em ha. Về thâu cái dây bớt lên cho em nè. Rồi con này dành cho chị nè, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Một con được siêu chị đẹp ơi, cho em nào ha, đặt ra một con em siêu đẹp cho em nha mấy chị ha, một con siêu đẹp cho em luôn nè. Phía trước toàn bộ, phía dưới toàn bộ là bắt cho em ha. Rồi lên cho em mã đẹp ha, 59k lên cho em mã đẹp, đẹp 59k cho em nè.
50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mà đẹp ha. Đẹp 59k. Rồi đây cho chị một con yếm váy này. Rồi chấm mai lên cho em tương tác mảnh tay cho em nào các chị yêu ơi. Rồi đây rất là đẹp luôn như này các chị yêu này. Dành cho chị nào tầm 45 này. 45 50kg mắc vừa. Rồi 45 tới 50kg mắc vừa cho em nào. 45 tới 50kg mắc vừa nha mọi người. Rồi A537 hoa 10 giờ. Dồn đơn tố à chị hôm qua. Đi rồi. Nhanh vậy hả? Rồi con này dành cho chị nào có tầm từ 45 tới 50kg mắc vừa. 45 tới 50kg mắc vừa. Rồi 45 tới 50kg mắc vừa lên trên mạng A06. 45 tới 50kg mắc vừa lên trên mạng A06 39k. 39k lên trên mạng A06 này. A06 39.000 này. A06 39k. A06 39 này. Lên trên mạng A06 39k tốt trên mạng A06 ạ. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đất siêu đẹp cho em luôn mấy chị yêu ha. Một con đất siêu đẹp cho em nè mấy chị. Con này dành cho chị yêu nè, 48kg bắt đầu là vừa cho em ha. Đất hình ngôi sao cho em mấy chị hoa. Đất hình ngôi sao cho em mà lên trên mảng ngôi sao ha. Lên trên mảng ngôi sao xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên trên mảng ngôi sao. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa lên trên mảng ngôi sao. Ngôi sao 59k lên trên mảng ngôi sao. Rồi đây cho chị một con màu rất là đẹp luôn và vụ trên nè các chị này. Lên cho chị một con màu bụt này. Ship đồng giá 30. Đây mày chế ơi. 40 từ 48 khí nó mắc vừa cho em nè. Cho chị mặt đẹp có này cho em nè. 40 48 khí mắc vừa. Rồi 40 từ 48 khí mắc vừa. 40 48 khí mắc vừa A23. Rồi 40 48 khí mắc vừa cho chị mặt A23. 40 48 khí mắc vừa A23 59k chốt trên mạng A23. A23 59k kèm mã kèm số trên mạng chốt trên A23 59k A23 này. Cái gì đã mệt người rồi. Rồi lên cho mấy chị một con vai hiếm này mấy chị ha. Rồi một con vai hiếm cho em nha mấy chị. Con này dành cho chị yêu nè. 50kg nào là vừa cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa xả cho mấy chị 49k ha. 49k lên cho em mã A145. Lên cho em mã A145 49k này. A145 49k ha. A145 49k cho em này. A145 49k ha. 49k 50kg bắt đầu là vừa cho em nha chị. 49k. Rồi con này size nhỏ cho em nè. Ngôi sao cho hoa 10 giờ. Rồi A23 chị Chi Hỉ này. Chị Hỉ này. Trời ơi con này còn mới chưa cắt khui luôn nha mày. Trời ơi còn mới chưa cắt khui luôn này. Ngôi sao hoa 10 giờ. A23 chị Hịn này. Chị Hịn chốt đủ đơn trên nha chị Hịn nha. Chị Hịn chốt đủ đơn. Rồi con này. Rồi lên cho chị đây. Còn mới trên là còn mới 100%. Chưa cắt khuy luôn nha mọi người. Con này chị nào tầm 40-48 khí mắc vừa. Lên cho mạng mới chưa cắt khuy luôn nha mẹ chị ơi. 40-48 khí mắc vừa lên trên mạng mới. Con này trên mạng 769k chốt trên mạng mới này. 169k 40-48 khí mắc vừa lên trên mạng mới này. 69k cho em. Giờ 40-48 khí mắc vừa lên trên mạng mới này. 69k lên trên mạng mới các cháu. 169k này. 169k chị Thi Tuyết này. 169k Thi Tuyết này. Rồi lên cho mấy chị con yếm đẹp cho em mấy chị ha. Một con yếm đẹp cho em nè mấy chị. 59k con này dành cho chị yêu nào. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa lên trên mã yếm ha. Lên trên mã A417 ha. Lên trên mã A417 nè. A417 59k ha. Lên trên mã A417 nè. Rồi lên cho chị con này cũng cực kỳ mới luôn cho em ạ. Mã mới em hết rồi nha. Mã mới em hết rồi. Mã mới 69k của chị Thi Tuyết rồi. Rồi lên cho chị con này cũng cực kỳ mới luôn cho em nào mấy chị ơi. Rồi đây, bao đẹp luôn cho em nào. Rồi con này dành cho chị nào có tầm từ 40 từ 48 ký mắc vừa. Đây, con này có theo cho em như này ha. Rồi 40 48 ký mắc vừa lên trên mặt theo. Rồi 40 48 ký mắc vừa lên trên mặt theo. 40 48 ký mắc vừa chốt trên mặt theo. Có anh chị ý không như nha. Rồi con này dành cho chị nào 40 48 ký mắc vừa lên trên mặt theo cho em nào. 59k cho em nào.
59k lên trên mặt theo, theo 59k. Dành cho chị nào có tầm 40 từ 48kg mắc vừa, lên trên mặt theo 40 48kg mắc vừa, theo 59k. Theo 59k kèm mã kèm số trên mặt, chốt trên mặt theo. Theo 59k kèm mã kèm số trên mặt, lên trên mặt theo. Theo 59, theo 59 kèm số trên nào, chốt trên mặt theo. Rồi con này kiểu dạng là bụi bụi nha mọi người. Đây. Rồi em còn mã theo nha mọi người. Rồi con này đẹp này các chị ơi. 50-52kg thì nhiều, theo cho chị Yến Diệp trốn đơn. Đây các chị ơi, size nhỏ mặc vừa cho em nè, tầm 40-48kg mặc vừa cho em. Rồi con này chị nào tầm 40-48kg mặc vừa rất là đẹp luôn cho em nha mọi người. Theo cho chị Yến Diệp rồi nhá. Như kiểu dạng thể thao này các chị này, 40-48kg mặc vừa cho em nè. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mặc vừa nhá. Đây phần phía sau cho em ạ. Rồi chị nào lấy con này chốt trên mặt chữ này, lên trên mặt chữ này. Rồi 40-48kg mắc vừa, lên trên mặt chữ cho em. Rồi 40-48kg mắc vừa, chốt trên mặt chữ này, chữ và kèm lô số cho em ạ. 40-48kg mắc vừa, chữ các cháu lên trên mặt chữ này, chữ và kèm lô số cho em. 40-48kg mắc vừa, lên trên mặt chữ này, chữ và kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên mặt chữ nha mọi người, lên trên mặt chữ này. Một con quần dài cho em mấy chị không? Một con dài cho em này mấy chị. Rồi con này dành chị yêu này 48kg nào là vừa cho em ha. 48kg nào là vừa cho em Nguyên. 48kg nào là vừa cho em ha. Rồi xả cho mấy chị 59k. Con xinh đẹp này cho em nha mấy chị. 59k ha. 59k lên cho em. Lên cho em mã, lên cho em mã A547 ha. Lên cho em mã A547 nè. A547 bộ 59k ha. 59k lên cho em mã A547. A547 59k cho em ha. A547 59k cho em là lên trên mã A547. 48 thứ nào là vừa cho em mấy chị ha. 48 thứ nào là vừa. Hả? 142, 142 hả? 142 còn không? Còn cái nào không? Lên cho em mã A547 ha. A547 cho em mấy chị ha. A547 cho em nè. 142 hết rồi chị ơi. Chị rồi, chốt quần bò phải đơn rách cối mà lại không gửi cho chị không cả chục hôm nay rồi. Hồng Khuyên Nguyễn này. Ủa sao nhiều rồi lên cho mấy chị một con dài cho mấy chị ha. Con này dạng quần rộng cho em nha mấy chị. Con này dạng ống rộng cho em ha. Rồi con này dành cho chị yêu nào 52kg nào là vừa cho em ha. 52kg nào là vừa cho em nha mấy chị, với một con siêu đẹp này cho em ha. Rồi lên cho em mã A56 ha. Lên cho em mã A56 xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã A56 nè. 52kg nào là vừa cho em ha. 52kg nào là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã A56 ha. Lên cho em mã A56. A56 59k cho em ha. Lên cho em mã A56. Rồi A56 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A56 này. Có yếm váy không? Có yếm váy chị ơi. Nhưng mà ít nè, còn ít thôi. Rồi đây lên cho chị này. Rồi lên cho chị đây một con yếm siêu đẹp luôn cho em nè. Có đây dành cho chị nào cỡ tầm 40-48kg mắc vừa cho em nè. Rồi có đây dành cho chị nào cỡ tầm 40-48kg mắc vừa nha mọi người ơi. 40-48kg mắc vừa cho em nè. Rồi có đây dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa rất là đẹp luôn cho em nè. 40-48kg mắc vừa ha. 40-48kg mắc vừa 59k cho em ạ. 59k lên cho em ạ A56 này. 59k cho em ạ A56. 40-48kg mắc vừa lên cho em ạ A56 này. 59k lên cho em ạ A56. A56 59k. Rồi A56 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa lên cho em ạ A56. A56 59k. A56 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ A56. Rồi lên cho mấy chị một con siêu bụi cho em luôn mấy chị ha. Một con siêu bụi cho em luôn nè mấy chị. Con này mấy chị thích bằng dài á thì để dài, còn không thì mấy chị về cắt ngắn cho em ha. Rồi con này lên cho em mã bụi ha. 48kg nào là vừa cho em nha mấy chị. 48kg nào là vừa cho em, lên cho em mã bụi ha. Xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã bụi nè. Bụi 59k cho em ha. Bụi 59k cho em mấy chị ha. Bụi 59k cho em nè. Lên cho em mã bụi. Rồi lên cho chị một con dáng dài nha các cháu. Con này chị nào mà cao 1m6 em cái này em sợ không được. Tại vì chân rất là dài miên man luôn. Chị nào mà cao 1m6 đổ lên là mặc ok cho em ạ. À. Chị nào mà cao 1m6 đổ lên nha. Đây rất là đẹp luôn cho em ạ. À. A56 dồn chị hoa 10 giờ.
A56 dồn chị Hoa 10 giờ. Rồi đây chị nào cao trên 1m6 độ lên là mặc đẹp cho em nha mọi người nha. Đây. Cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 50 kg mặc vừa cho em ạ. 45 tới 50 kg mặc vừa lên cho em ạ. Dài con này cho em ạ. 59k chốt cho em ạ dài này. Dài 59k kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em ạ dài. Dài 59k. Rồi lên cho mấy chị một con siêu đẹp cho em mấy chị ha, một con siêu đẹp cho em nè mấy chị. Con này dành cho chị nào 50 kg nào là vừa cho em ha. Phần eo có dây rút cho em nha mấy chị, phần eo có cười lên, phần eo có dây rút cho em á chị ơi, phần eo có dây rút cho em nè, lên cho em mà A517 ha. Lên cho em mà A517 nè, A517 ha, xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mà A517 nè, A517 59k cho em mấy chị ha, A517 59k cho em nè. Rồi lên cho chị một con yểm váy nữa các chị nè. A56 chị Hoa 10 giờ rồi nha. Rồi lên cho chị một con váy này. Một con váy xanh đen các chị này, lên cho em mà xanh đen. Rồi cho chị em mã xanh đen kèm mã kèm số cho em nào. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 50 kg mặc vừa. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã xanh đen cho em nào. Rồi 45 tới 50 kg mặc vừa 39k chốt trên mã xanh đen, xanh đen 39k. Lên trên mã xanh đen 39k chốt trên mã xanh đen này. Rồi xanh đen 39k kèm mã kèm số cho em ạ. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mã xanh đen này. 39k chốt trên mã xanh đen 39k này. Xanh đen 39k kèm mã kèm số cho em ạ, chốt trên mã xanh đen các cháu. Xanh đen 39k, xanh đen 39k kèm mã kèm số cho em nhá. Rồi lên cho mấy chị một con siêu đẹp này cho em không mấy chị hoa, một con siêu đẹp này cho em không nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị nè, 40-48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 40-48kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Con này mặc lên cực kỳ đẹp cho em không ha. Siêu đẹp cho em không nha mấy chị, 48-50kg là bắt đầu là vừa cho em thôi. Rồi xả cho mấy chị 59k ha, xả cho mấy chị 59k nè, 59k giúp em ha, 59k nè. Lên cho em mã. Lên cho em mà A55 ha, lên cho em mà A55 mấy chị ha. Con này siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị, con này siêu đẹp cho em luôn nè ha. Con này cực kỳ đẹp cho em luôn mấy chị ha, cực kỳ đẹp cho em luôn nè. Lên cho em mà A55, A55 59k ha, lên cho em mà A55 59k cho em nè mấy chị. A55 59k cho em 48kg đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg đầu là vừa cho em ha, lên cho em mà A55 nè. Rồi lên cho chị đây, con này. Rồi mã xanh đen rồi đơn chị Hoa 10 giờ này. Trời ơi đẹp chưa. Rồi, con này dành cho chị nào kiểu dạng bụi bụi trên này, chị nào mà lưng, chị nào mà chân dài. Chân dài cao 1m6 đổ lên thì mặc quá là đẹp luôn trên này. Em ở Đắk Lắk chị ơi. Rồi, con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40. Dành cho chị nào tầm 45-48 kg mắc vừa trên này. 45-48 kg mắc vừa nhá. 45-48 kg mắc vừa, 59k A67 trên này. 59k chốt trên mà A67 nhá. A67 59k lên trên mà A67, 59k chốt trên mà A67 này. A67 59k kèm mã kèm số trên mã, chốt trên mã A67 này. 59k lên trên mã A67 nhá. A67 59k kèm mã kèm số các chơi. A67 59 này. Rồi lên nha mấy chị, một con siêu đẹp cho em nè mấy chị hoa, một con siêu đẹp cho em nè mấy chị. Ở dưới phần ống quần của nó là xẻ cho em mấy chị hoa, dưới ống quần của nó là xẻ cho em nè. Rồi con này dành chịu nè, 48kg bắt đầu là vừa cho em nè. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Với một con siêu đẹp này cho em ăn rất mất rồi. Rồi con này dành chị yêu nào, 48kg bắt đầu là vừa cho em ha. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Dưới like của nó nè, dưới like của nó sẽ cho em mấy chị ha, cực kỳ đẹp cho em luôn ha. Rồi xả cho mấy chị 49k ho lên cho em mà A94. A94 49k cho em mấy chị ha. A94 49k cho em nè ha. A94 49k cho em ha. 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, lên cho em mà A94. Rồi, em lên cho chị một con nguyên ta mạc luôn cho em nè. Trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn mày, trời ơi, đẹp bày chảy luôn cho em, là kiểu dạng quần là quần ống le. Các chị mang một đôi đôi quốc hay đôi dài gì cũng được cho em nè các chị ơi. Còn nguyên ta mạc luôn cho em nè. Cái này dạng là dạng ống loe cho em các cháu, lên trên mã loe, lên trên mã loe còn nguyên ta mạc luôn cho em ạ. Lên trên mã loe 79k chốt trên mã loe. Con này dành cho chị nào tầm 45 50 kg mắc vừa này. Rồi 45 tới 50 kg mắc vừa, lên trên mã loe. Rồi loe 79k 45 tới 50 kg mắc vừa, lên trên mã loe. Rồi 45 tới 50 kg là mặc vừa, 45 tới 50 kg là mặc vừa, lên trên mã loe 79k cho em ạ, chốt trên mã loe. Loe 79k kèm mã kèm số cho em ạ, chốt trên mã loe các chị này. 45 tới 50 kg mắc vừa. Lên trên mã loe 79k kèm mã kèm số cho em. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đùi cho em mấy chị hoa, một con yếm đùi cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị nè, 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị hoa, 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã, lên cho em mã A530 thôi, A530 39k thôi mấy chị. A530 39k thôi, lên cho em mã A530 39k cho em nè. A530 lên trên mà A53
A530 39K giúp em ha. A530 39K cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha chị. A530 cho em ha. A530. Hai người đó hả? Rồi lên cho chị này. Rồi lên cho chị một con yếm đùi nha mọi người. Lên cho chị một con yếm đùi đẹp nha. Con này dành cho chị nào này. Đây, đẹp chưa các chị ơi. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 tới 53kg mắc vừa cho em nào. 48 tới 53kg mắc vừa. Rồi 48 tới 53kg mắc vừa lên trên mặt yếm đùi 39K. 39K cho trên mặt yếm đùi này. Yếm đùi 39K kèm mã kèm số cho em. Cho trên mặt yếm đùi nha. Yếm đùi 39K. Yếm đùi 39K. Yếm đùi 39K kèm mã kèm số cho em ạ. 48 tới 53kg mắc vừa lên cho mã yếm đùi. 530 ý không như. Rồi lên cho mấy chị yếm một con yếm đẹp cho em mấy chị hoa. Con này siêu đẹp cho em không nha mấy chị hoa. Con này siêu đẹp cho em không nha mấy chị. Con này dành cho chị yếm là 52kg nào là vừa cho em ở dưới. Ở phía dưới phần này nó hơi bị lắm cho em nha mấy chị. Lên cho em mà lắm xả cho mấy chị 49K ha. 49K lên cho em mà lắm. Lắm hay là về mấy chị giặt ra giúp em ha. Tại vì cái này là dính bụi cho em thôi nè mấy chị. Lên cho em mà lắm ha. Lắm 49K lên cho em mà lắm một con siêu đẹp về cho em mấy chị hoa. Một con siêu đẹp này cho em luôn nè. Lên cho em mà lắm ha. Lắm 49K cho em ạ. 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mà lắm. Lắm 49K ha. Lên cho em mà lắm. Rồi size to mặc vừa cho em nè. Rồi yếm đùi hả? Yếm đùi hả? Yếm đùi nè. Lắm với lại yếm đùi Nguyễn Hương cho em số nha chị ơi. Cho em số luôn nha chị đẹp ơi. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 55-60kg mắc vừa. Con này size to cho em nè. 55-60kg mắc vừa A235. 55-60kg mắc vừa. Chốt cho em A235 39K. Giờ 39K A235 39K chốt cho em A235 này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm đùi cho em nè mấy chị ha. Một con yếm đùi cho em nè mấy chị. Ây dù. Rồi một con yếm đùi cho em nè mấy chị hoa. Con này dành cho chị yêu nào 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị đợi em xíu nè. Dạ em biết rồi chị khách cũ chị Nguyễn Hương tay ơi. Tại vì bên em rất là nhiều Nguyễn Hương á. Em sợ lộn là con đơn lộn thôi. Nên là em xin số ạ. Mấy chị đợi em xíu à. Rồi con này dành cho chị yêu nào 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị hả. Lên cho em mã đùi ha. Lên cho em mã A518 ha. Lên cho em mã A518 39K thôi mấy chị hả. A518 39K cho em nè. A518 39K cho em mấy chị hả. A518 39K với một con siêu đẹp này cho em nha mấy chị. Một con siêu đẹp cho em ha. Lên cho em nhầm A518. Siêu đẹp siêu xinh. Siêu đẹp siêu xinh. Mà các chị không chốt như này là siêu rẻ. Siêu rẻ nữa. À, chị lấy yếm đùi này, đổi yếm đùi nãy. Yếm đùi nào? Yếm đùi đây hả? À. Rồi, đổi cho ấy bé. Cho Nguyễn Hương. Làm sao? Đổi kia yếm đùi hồi nãy. Đổi yếm đùi này. 235 Hà Bắc. 235 Hà Bắc. Hà Bắc. Ừ, Hà Bắc. Rồi con này rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Có nơ phần phía trước luôn trên là tầm 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mã nơ. Giờ 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mã nơ. 40 48 kg mắc vừa chốt trên mã nơ 39K chốt trên mã nơ. Rồi lên cho mấy chị một con đinh đẹp cho em mấy chị hoa. Một con đinh đẹp cho em nè mấy chị. Con này màu cực kỳ mới cho em luôn mấy chị hoa. Con này màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Con này dành cho chị yếu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Xả cho mấy chị 59k ha. 59k mấy chị lên cho em mà A414 ha. Lên cho em mà A414 là A414 59k cho em ha. A414 59k cho em. Con siêu mới siêu đẹp. Siêu mới siêu đẹp siêu rẻ cho em mấy chị hoa. Lên cho em mà A414 nè. A414 cho em 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã A414. Hà Bắc chưa rủ đơn luôn mọi người ơi. Hà Bắc chưa rủ đơn luôn nè. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40-48kg mắc vừa cho em nha mấy chị ơi. 40-48kg mắc vừa nha. Rồi con này chị nào tầm 40-48kg mắc vừa. A217 cho em nè. 40-48kg mắc vừa. A217 cho em. Rồi A217 cái trời. Giờ 40-48kg mắc vừa. A217 cho em là 39k A217 nha. A217, nơ chị Hoa 10 giờ dồn đơn. A217, 39K, đáng chốt đi các chị ơi. Nơ cái kìa, xinh đen ạ. Ừ, A217, 39K, A217, kèm mã kèm số cho em ạ. A217 này, 40-48kg mắc vừa. A217, 39K. A217, 39K, kèm mã kèm số cho em ạ. A217 nhé, 217, 39 này. A217, 39K, kèm mã này. Rồi, con này kiểu gọi là gì bé?
Hả? Đây không phải. Ra 217 này. 217 nhá. Đỗ Thanh Nhàn chốt đủ đơn luôn, trên đội chỉ Đỗ Thanh Nhàn thôi, chốt đủ đơn nha mọi người. 50 tới 55 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 55 ký mắc vừa. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa cho em nha mọi người. 50 tới 55 ký mắc vừa. Chốt cho em A140. 50 tới 55 ký mắc vừa A140 cho em nào. 50 tới 55 ký mắc vừa A140. Giờ xả các anh chị với giá 49k A140. A140 49k A140. 140 49k này. 140 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A140. 49k mã 140 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị đây. 217 cho chị Hoa 10 giờ. 217 chị Hoa 10 giờ này. Hả? Lộn. 217 của chị kia rồi nhá. Mọi người chốt đủ đơn trên đi ạ. Cuối like rồi chốt đủ đơn trên nha các cháu. Giờ cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40. Chị nào tầm 45 tới 50 kg mắc vừa cho em nha mấy chị ơi. 45 tới 50 kg mắc vừa. Giờ 45 tới 50 kg mắc vừa lên cho em A206. 45 tới 50 kg mắc vừa lên cho em A206, chốt cho em A206. 45 tới 50 kg mắc vừa. A206 cho em ạ. Chốt cho em A206 này. A206 các cháu, lên cho em A206. A206. Đấy còn tiền không đấy? Hả? Chua lên trên kia mua một khúc chứ còn không thì đừng ngủ chết luôn á. A206 cuộc đời vẫn tươi đẹp sao đúng không? Giờ 140 này, 140 chị Khánh Tiên Nguyễn. Khánh Tiên Nguyễn mọi người ơi, sáng chốt đủ đơn cho em với nhá. Tại vì một chiếc là em không có gửi đơn được á. Nên là các chị chốt đủ đơn luôn cho em nhá. Rồi, em lên cho chị đây một con form dài cho em là các chị này. Lên cho chị một con form dài bao đẹp luôn cho em nhá các chị ơi. Rồi, đây. Cái này beo địch vô thì bao đẹp luôn cho em ạ. Sáng dài beo địch vô thì cực kỳ đẹp luôn cho em nhá mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp và sang. Đây nhá các chị ơi. 40 từ 48 ký nó mặc vừa cho em nào. 40 từ 48 ký mặc vừa nha mọi người. Đây rất là đẹp luôn cho em này các chị ơi. 40 từ 48 ký mặc vừa ha. Rồi 40 từ 48 ký mặc vừa cho em nào. 40 từ 48 ký mặc vừa lên cho em ạ. Dài con này cho em nào. 40 từ 48 ký mặc vừa ha. 40 từ 48 ký mặc vừa. Rồi 59k lên cho em ạ. Dài rất là đẹp luôn. 206 Ari Nam Dương này. 206 Ari Nam Dương. 40 từ 48 ký mắc vừa lên trên mã dài 59k, chốt trên mã dài. Dài 59k, dài 59k. Dành cho chị nào tầm 40 từ 48 ký mắc vừa trên à. Đây, rất là đẹp. Còn tùy chút như này luôn trên à. 39. Lên trên mã dài, chốt trên mã dài và kèm luôn số trên mã, chốt trên mã dài 59k, chốt trên mã dài này, dài 59k này. Rồi. Chốt hai chiếc rồi, chốt hai chiếc nào Khánh Tín Nguyễn. Hai chiếc nào? Có đâu nào? 140 kìa. 140 này bao nhiêu? 79. Của 140 tao chốt rồi má. Cái gái Khánh Tín Nguyễn hả? Ừ, là Khánh Tín Nguyễn. Rồi chốt hai chiếc rồi đâu? Mã lấm nữa hả? Chị mới có một cái mã đầu tiên thôi. Chị mã một đầu tiên thôi, nãy chị sau mà. 206 Ali Nam Dương rồi. 206 chị Ali Nam Dương rồi. Rồi. Lên cho chị một con đùi nữa này. Rồi. Chuyện nhầm thì nó tự nó cứ lại thôi. Dài dài mới không em? Trời ơi trẻ ơi, rất là đẹp và mới. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 50 kg mắc vừa. Sau 45 tới 50 kg mắc vừa trên này. Cái này nó bị mất nút về cái chị chịu khó thay cái chị mua cái nút nút gọi là nút gì đây? Nút như này này các chị này, tự đóng cho em cũng được các chị yêu nha. 45 tới 50 kg mắc vừa trên ạ. 45 tới 50 kg mắc vừa. 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mặt tặng. À, em nữa hai cái chị chốt cho em chưa ạ? Ủa thằng Thắn từ nãy giờ có thấy chốt gì đâu? Thằng Thắn nãy giờ có chốt gì đâu đúng không bé? Có thấy chị chốt gì đâu chị Thắn Thắn ơi? Ừ. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Rủ tao đi không? Rồi, tặng Nguyễn Hương. Hả? Nào cái này hả? Ừ. Về cái đó chịu khó thay lại cái phần quà nhá. Rồi lên cho chị đây, con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 này, 48 tới 50 kg mắc vừa. 45 tới 50 kg mắc vừa. 45 tới 50 kg mắc vừa. 45 tới 50 kg mắc vừa lên cho em A291 này, 45 tới 50 kg mắc vừa. Chốt cho em A291. A291 chốt cho em A291 nha mọi người. 59k chốt cho em A291 này. A291
A29159K, A291 nhé. A29159K kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi con này lên cho các chị một con siêu to này. Lên cho chị một con siêu to nha các chị. Con này mặc sao ta? 291 này, 291 chị Nguyễn Hương rồi. 291 chị Nguyễn Hương rồi. Rồi, lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Cái nào mà tại vì cái này xỏ lâu á nên là em chỉ giơ lên cho các chị coi như form coi cái form được nha các chị ơi. Đây, size cho chị nào cỡ tầm từ 45 này, màu rất là đẹp luôn trên nè. Size cho chị nào tầm 45 tới 50 kg mắc vừa trên nè, 45 tới 50 kg mắc vừa. Cho 45 tới 50 kg mắc vừa trên nè, 45 tới 50 kg mắc vừa nha. Lên cho em A242. 45 tới 50 kg mắc vừa. A242 chốt cho em A242 kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em A242 nhé. A242 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con yếm dài mấy chị ơi, một con yếm dài. Chị sau mà, nãy lúc đầu chị sau em có đọc tên mới là của các chị nghe rõ giúp em chứ. Đến lúc bọn chốt hàng là các chị lại kêu là các chị có mã này mã kia, em có đọc tên rõ ràng chứ đâu phải em không đọc đâu mọi người. Các chị nghe cho em chứ. Một con yếm dài cho em mấy chị hoa, con này size nhỏ cho em nha mấy chị, con này size nhỏ cho em nè ha. Rồi con này dành cho chị yêu này 40 tới 48 tiếng bắt đầu là vừa cho em nè. 40 tới 48 cái bắt đầu là vừa cho em nhắm chờ cực kỳ đẹp cho em luôn nè. Con này siêu bụi cho em luôn. Rồi xả cho mấy chị 59K ha, xả cho mấy chị 59K nè. Rồi lên cho em mã. Lên cho em mã A503 ha, lên cho em mã A503, A503 459K hoặc A59K A503 nè. 59K A503 cho em mấy chị hoa A503 nè. Rồi lên cho em mã A503 với một con siêu đẹp này cho em nhắm chờ một con siêu đẹp cho em luôn mấy chị ha. 48 tiếng bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48 tiếng bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã A503 59K, lên cho em mã A503. Rồi 224 hả? Em không có xỏ được chị ơi, tại vì cái này nó em mặc lại em mặc cái quần này nên là không xỏ vô. Cái nào xỏ vô được thì em xỏ đây. Còn cái nào mà không xỏ vô được thì em chỉ giơ lên cho chị coi cái form được thôi. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này. Đây, đẹp chưa? Dành cho chị nào tầm 45 tới 48 kg mắc vừa. 45 48 kg mắc vừa. Rồi 45 48 kg mắc vừa trên này, 45 48 kg mắc vừa nhá. 45 48 kg mắc vừa. Rồi 45 48 kg mắc vừa A209 cho em ạ. 45 48 kg mắc vừa cho em A209 đấy. Cho em A209 kèm mã kèm số cái cho lên cho em A209 nhá. A209 kèm mã kèm số cho em nào, cho em A209 ạ. 209 kèm mã kèm số cho em ạ, cho em A209 đấy. Rồi lên cho mấy chị một con yếm đẹp cho em mấy chị ha, một con yếm đẹp cho em nè mấy chị. Con này dành cho chị nào 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 48 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Xả cho mấy chị 59K ha. Con này màu siêu mới cho em nha luôn nha mấy chị. Con này là màu cực kỳ mới cho em luôn nè. Lên cho em mã A580 ha. Lên cho em mã A580 59K mấy chị hoa. A580 59K cho em ha. Màu siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Siêu mới siêu đẹp ha. Lên cho em mã A580 nè. Rồi con này rất là đẹp luôn cho em nè các chị ơi. Cái này nó bị lỗ rồi. Này bị lỗ rồi các chị ơi, cái nào bị lỗ thì em mở ra. Rồi cái này kiểu dạng yếm váy chứ này các chị này. Yếm váy, yếm đầm váy cho em mà các chị ơi. Yếm váy đầm và có quần trong cho em à. À không, cái này không có quần trong. Dành cho chị nào khoảng tầm 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa nha mọi người ơi. 50-55kg mắc vừa một con sách nách cho em nào. Rồi 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa cho em à. A574, 50-55kg mắc vừa. A574, chốt cho em A574, lên cho em A574 này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm váy cho em mấy chị. Một con yếm váy cho em nha mấy chị. Một con yếm váy cho em nè. Con này dành cho chị là 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã yếm váy ha. Lên cho em mã yếm váy, xả cho mấy chị 39k ha. 39k lên cho em mã yếm váy. Yếm váy 39k cho em mà 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã yếm váy nè. Rồi lên cho chị một con yếm quần nữa nha các chị. Đây. Lên cho chị một con yếm quần nha mọi người. Con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 50 kg mắc vừa cho em nào. 45 tới 50 kg mắc vừa yếm quần nha. 45 tới 50 kg mắc vừa, lên cho em A225. 45 50 kg mắc vừa A225. 45 50 kg mắc vừa. 45 50 kg mắc vừa A225 cho em ạ. 45 50 kg mắc vừa A225. Chốt cho em ạ A225. A225 kèm mã kèm số cho em ạ. 45 50 kg mắc vừa A225 nha mọi người ơi, chốt cho em A225. 225 kèm mã kèm số cho em nè. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần cho em mấy chị hả, một con yếm quần đùi cho em nè mấy chị.
Con này dành cho chị yêu là 52 kg, quyết nào là vừa cho em ha. 52 kg quyết nào là vừa cho em, lên cho em mã A581 ha. A581 39k cho em nha mấy chị hoa. A581 39k này, lên cho em mã A581 ha. A581 39k cho em ha, lên cho em mã A581. Rồi lên cho chị đây một con đẹp cho em nào. Lên cho chị một con đẹp nha mọi người. 60kg thì nhiều chị ơi, nãy giờ lên 60kg quá trời luôn nè. Đây con này cũng 60kg luôn cho em à. 60-65kg mắc vừa cho em. Rồi 60-65kg mắc vừa nha mọi người. 60-65kg mắc vừa. 60-65kg mắc vừa 59k chốt trên mặt to. 60-65kg mắc vừa 59k chốt trên mặt to. Rồi 60-65kg mắc vừa 59k chốt trên mặt to này. 60-65kg mắc vừa. Rồi 59k lên trên mặt to. To 59 này. Lên trên mặt to thì đơn 80k em mới gửi được, chứ còn một cái 39k sao mà ship được chị. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần cho em mấy chị hoa. Con này size nhỏ cho em ha. Con này dành cho chị này 40-48kg là vừa cho em nha mấy chị hoa. 40-48kg nào là vừa cho em mà. Lên cho em mã, lên cho em mã, lên cho em mã A408. A408 39k thôi mấy chị hoa, quá rẻ cho em luôn này. Lên cho em mã A408 ha. A408 39k cho em ha. A408 39k cho em nè. 48kg nào là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã 408. Rồi lên cho chị một con siêu dài nữa cái chị này. Lên cho chị một con siêu dài nhá. Con này dành cho chị nào cỡ tầm to kìa. To trai Hiền Trần Minh. Bên nào không thấy. To Hiền Trần Minh. Rồi lên cho chị con này siêu dài cho em là các chị này. Dành cho chị nào tầm 48-52kg mặc vừa. Lên trên mã dài. Lên trên mã dài chị nào cao 1m6 đổ lên là mặc quá là ok cho em ạ. Đây. Rồi cho em thêm một chiếc nha chị Hiền Trần Minh nhá. Rồi con này dành cho chị nào 48-52kg mắc vừa. Lên trên mã dài. Con này cho em ạ, chốt trên mã dài. To hết rồi. Lên trên mã dài. Lên cho mấy chị một con yếm quần cho bé mấy chị hoa. Một con yếm quần cho bé này mấy chị. Con này dành cho bé nè. 25-30kg bắt đầu là vừa cho em ha. 25-30kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên trên mã bé hoa xả cho mấy chị 39k ha. 39k lên trên mã bé này. Bé 39k cho em này. 25-30kg bắt đầu. Rồi con này cũng size to luôn cho em này. Các chị ơi, Lan Trần xong mất rồi. Trần Huệ xong mất rồi nha. Rồi con này cũng size to luôn cho em này các chị ơi. Con này cũng size to luôn cho em này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa cho em nào. 50-55kg mắc vừa nha. Rồi 50-55kg mắc vừa. Năm mươi tới 55kg mắc vừa A266. 50-55kg mắc vừa 59k A266 ạ. A266 59k. 59k A266 mùi khét quá. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần siêu đẹp cho em luôn mấy chị hoa. Con này cực kỳ đẹp cho em luôn nè mấy chị. Con này siêu đẹp luôn ha. Nhưng mà nó bị lắm cái chỗ này mấy chị hoa. Con này nó hơi bị lắm cái chỗ này ha. Mấy chị về giặt ra cho em ha. Rồi lên cho em mà lắm. Sao cho mấy chị 39k ha. 39k lên cho em mà lắm nè. Lắm 39k cho em nha mấy chị. Con này dành cho chị yêu nào 50kg đầu là vừa cho em ha. Con này mặc lên bao dễ thương cho mấy chị luôn nè. Bao dễ thương bao đẹp cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mà lắm nè. Lắm 39k cho em nha mấy chị. Lắm một ít ngay đây à. Lên cho em mà lắm ha. Lắm 39k. Mà bé 4 Nguyễn này. Còn đơn hôm qua đơn con đơn với lại đơn nè. Đơn sườn xám hôm qua không đủ đơn nè. Bé chị 4 Nguyễn con đơn với lại sườn xám hôm qua nhá. Con nhỏ xíu. Chị trả lại cái con to. Đây này. Con là nhỏ nhất là con bé. Con nào nhỏ nhất là con bé. Rồi 266 á, còn 266 phải không? 266 Khánh Tiên Nguyễn, 266 Khánh Tiên Nguyễn. Rồi con này dành cho chị nào tầm 55-60kg mắc vừa cho em nè. 55-60kg mắc vừa nhá. Rồi 49k cho em ạ. 55-60kg mắc vừa. 55-60kg mắc vừa. 55-60kg mắc vừa. 55-60kg mắc vừa. 49k A415. 49k A415. 49k cho chị em A415. A415 49k cho chị em A415 này. 49k cho chị em A415. 415 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con hồng linh mấy chị ạ. Một con quần jean này size M cho em nè mấy chị, màu cực kỳ đẹp cho em luôn mấy chị ha. Con này màu siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị, cực kỳ mới luôn ha. Rồi con này dành cho chị là chuẩn size 27 mặc ha, chuẩn size 27 cho em nè mấy chị. Rồi chuẩn size 27 ha, xả cho mấy chị 49k ha, siêu đẹp siêu mới cho em luôn nha mấy chị ha. Siêu đẹp siêu mới cho em, con này dạng bắt ghi cho em ha. Con này là dạng quần bắt ghi cho em nha mấy chị ha, dạng quần bắt ghi cho em nè. Rồi lên cho em mã, lên cho em mã quần ha, lên cho em mã quần này xả cho mấy chị 49k ha. Con này là siêu mới cho em luôn nha mấy chị ha, siêu mới cho em luôn nè, mặc cái quần jean nên mặc không có được.
Rồi lên trên mã quần ho, lên trên mã quần 49k mấy chị ho. Con này siêu siêu đẹp, siêu mới. Con này mấy chị màu cực kỳ đẹp cho em ho. Con này mấy chị càng giặt là càng đẹp cho em không nào. Lên trên mã quần ho, 49k. Rồi lên cho chị này, ok dồn đơn hôm qua rồi. Ok chị đẹp nè, 415 này, 415 Hiền Trần Minh, 415 Hiền Trần Minh này, 415 Hiền Trần Minh. Rồi con này các chị về giặt cho em là nó thẳng ra lại nha các chị ơi. Dành cho chị nào tầm 48 tới 50kg mắc vừa, 48 50kg mắc vừa, lên trên mã dây cho em ạ. Chốt trên mã dây 49k mã dây Hiền Trần Minh 4. Rồi em còn mã dây các chị ơi, em còn mã dây, chị nào lấy công hân chốt trên mã dây kèm mã kèm số cho em này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần cho em này, mấy chị vào một con yếm quần cho em này. Con này đã ngắn cho em nè mấy chị. Con này đã ngắn cho em ha, sẵn cho mấy chị 49k ha. 49k con này dành cho chị yêu là 48kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 48kg bắt đầu là vừa cho em nè. Lên cho em mã, lên cho em mã A290 ha. Lên cho em mã A290 sẵn cho mấy chị 49k ha. 49k lên cho em mã A290 nè. A290 49k cho em mấy chị ha. A290 49k nè. Rồi A290 nha. Rồi lên cho chị đây một con đẹp nha mọi người. Rồi con này size to mặc vừa cho em nè. Các chị này size to mặc vừa cho em nha. Năm mươi tới 55kg mặc vừa cho em nè các chị này. Con này 50 tới 55kg mặc vừa ha. Rồi 50 tới 55kg mặc vừa. 50 tới 55kg mặc vừa cho em nè. 50 tới 55kg mặc vừa. Rồi 50 tới 55kg mặc vừa cho em nè. Chốt cho em A572. 50 tới 55kg mắc vừa, lên cho em A572. 50 tới 55kg mắc vừa, A572 49k cho em A572. A572 49k, A572 kèm mã kèm số cho em ạ. A572 này, 49k A572. 572 49. 572 49k kèm mã kèm số cho em ạ. 572 49k mà 572. Rồi con này dáng suông cho em ạ, 50 tới 60kg mắc vừa, lên cho em ạ suông 49k. 50 tới 60kg mắc vừa, lên cho em ạ suông 49k cho em ạ suông. Xuông 49k, xuông 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mã xuông. Xuông 49, xuông 49k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt trên mã xuông. Xuông 49k, xuông 49k và kèm luôn số cho em ạ. Chốt trên mã xuông. Rồi con này size nhỏ cho em nè các cháu. Con này size nhỏ này. Rồi con này size nhỏ mặc vừa cho em nào các cháu. Size nhỏ mặc vừa nhá. Tầm 40 tới 48kg mặc vừa cho em nào. 40 48kg mặc vừa. Lên cho em nhỏ ha. Rồi 40 48kg mắc vừa, chốt cho em nhỏ, 40 48kg mắc vừa. Lên cho em nhỏ kèm luôn số cho em, 40 48kg mắc vừa nhỏ này. Rồi 40 48kg mắc vừa, lên cho em nhỏ kèm luôn số cho em. Rồi 39k lên cho em nhỏ, 40 48kg mắc vừa, nhỏ 39. Lên cho em nhỏ, nhỏ 39k kèm mã kèm số cho em à. Chốt cho em nhỏ nhá, nhỏ 39k kèm số cho em nào. Rồi con này như kiểu quần Alibaba này các chị này. Rồi 60 65kg mắc vừa, lên cho em to. 60-65kg mắc vừa, lên trên mặt to. 60-65kg mắc vừa, lên trên mặt to cho em nào. 60-65kg mắc vừa, lên trên mặt to. 60-65kg mắc vừa, lên trên mặt to. To và kèm mua số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con siêu to luôn mấy chị ha. Một con siêu to khổng lồ. Một con siêu to khổng lồ. Con này dành cho chị yêu nào? Size. Thôi đi size cho em ha. Con 60kg trở lên mang vừa cho em mấy chị ơi. 60kg trở lên mang vừa cho em nè. Free size cho em nha mấy chị ơi. Con này siêu to cho em luôn nè. Con này siêu to cho em luôn nha mấy chị ơi. Con này size lại nè. Rồi lên cho em mã A412. A412 59k ha. Lên cho em mã A412 nè. A412 59k cho em mấy chị ơi. A412 59k cho em nè. 60kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ơi. 60kg bắt đầu là quên. 60kg trở lên là mang vừa cho em mấy chị ơi. 60kg trở lên là mang vừa cho em con đó ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con yếm quần nè. Một con yếm quần cho em nè mấy chị ha. Một con yếm quần cho em nè.
Rồi con này dành chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Con này phong ôm cho em nha mấy chị. Con này phong ôm cho em nè. Rồi lên cho em mã. Lên cho em mã A528 xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã A528 nè. A528 59k cho em ha. A528 59k cho em mấy chị ha. A528 59k cho em nè. Lên cho em mã A528 ha. Rồi dồn đơn nhỏ này. Độ thanh nhàn. Nhỏ độ thanh nhàn. Đỗ Thanh Nhàn có đơn rồi, Đỗ Thanh Nhàn có đơn rồi. Chứ nãy có một cái rồi chị, đặt tên có một cái rồi chị. Coi lại thử cái. Mày ghi rồi chị. Đó, đó tay mày cấm chị. Rồi. Thế ừ. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 40 tới 48 kg mắc vừa lên trên mã váy. Con này cho em nào. 39k cho chị mã váy. 40 48 kg mắc vừa, 39k lên trên mã váy này, váy 39k. 40 48 kg mắc vừa, váy 39k, váy 39k kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã váy này, 39k lên trên mã váy nhá. Vài 39k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ váy cái cho. Vài 39. Rồi lên cho mấy chị một con hiếm lẫn cho em mấy chị không biết vừa không này. Một con hiếm lẫn cho em nha mấy chị hoa. Đợi em mặc xíu luôn ha. Đợi em xíu nè. Rồi con này siêu đẹp cho em luôn mấy chị Hoa. Con này siêu đẹp cho em luôn nè mấy chị. Con này dành cho chị yêu nào. 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em này. Con này phong lẫn cho em ha. Sẵn là gì mất heo. Con này phong lẫn cho em mấy chị ha. 48 kg bắt đầu là vừa cho em này. Xả cho mấy chị 49k ha. Xả cho mấy chị 49k lên cho em mà lẫn ha. Lên cho em mà lẫn này. Lẫn 49k cho em mấy chị yêu Hoa. Lên cho em mà lẫn. Lận 49k cho em ha, lận 49k cho em này, 48kg bắt đầu là vừa lên cho em mà lận. Rồi lên cho chị một con đầm này, con này dành cho chị nào tầm 55-60kg mắc vừa cho em nào. 55-60kg mắc vừa, lên cho em mà đầm. 55-60kg mắc vừa, lên cho em mà đầm. Con này cho em mà, cho chị mà đầm 39k luôn cho em nào. 39k lên cho em mà đầm, đầm 39k kèm mã kèm số cho em là cho chị mà đầm nhá. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần sọc này mấy chị ha, một con yếm quần sọc cho em này mấy chị. Con này dành cho chị yêu là 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 39k thôi lên cho em mã sọc, sọc 39k cho em ha. Lên cho em mã sọc này mấy chị hoa, sọc 39k cho em nè. Sọc 39k cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 52kg bắt đầu là vừa lên cho em mã sọc, sọc 39k. 40-48kg mắc vừa cho em mã chốt cho em mã đen. Con này 39k chốt cho em mã đen. 40-48kg mắc vừa, 39k lên cho em mã đen. 40-48kg mắc vừa, 39k lên cho em mã đen này. Đen 39k chốt cho em mã đen. Đen 39k kèm mã kèm số cho em mã chốt cho em mã đen. Đen 39 này. Rồi lên cho mấy chị một con yếm quần cho em nè mấy chị ha. Một con yếm quần cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị nè. 48kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. 48kg bắt đầu là vừa cho em nè. Một con màu xanh đen cho em ha. Một con màu xanh đen cho em nha mấy chị ha. Một con màu xanh đen cho em là xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em màu xanh đen. Xanh đen 59k cho em ha. Xanh đen 59k cho em mấy chị ha. 48kg bắt đầu là vừa cho em ha. 48kg bắt đầu là vừa lên cho em màu xanh đen. Xanh đen 59k lên cho em màu xanh đen. Xanh đen 59k lên cho em mã xanh đen chị không chốt rồi em xuống like các chị ơi. Lên cho em mã xanh đen để cho like like nha các chị ơi. Lên cho em mã xanh